thôi. Đẹp thế. Nó đi, bác sẽ đóng thùng thôi. Máy chị đâu rồi? Chặt mới vào lại nha. Máy mình bị hết pin. Mọi người chia sẻ lại giùm mình nhá. À, mình lại lấy áo 10.000 đồng tiếp nhá. Hết pin. Hết pin. Mọi người ơi, mình lại lấy áo 10.000 đồng nhá. Áo mẫu đang mặc có giá 10.000 đồng nhá. Áo mình đang mặc có giá là 10.000 đồng nhá mọi người nhá. Cái đây là mờ rồi. Xe live stream. Mọi người ơi, mình muốn mua cái áo len mình đang mặc thì mọi người phải chia sẻ trên 5 lượt nhá. Chia sẻ trên 5 lượt thì mới được áp dụng mua áo này với giá là 10.000 đồng ạ. Áo len nhá, áo len dáng rộng free size màu đỏ đô. Ở giữa có kẻ xám này. Ai lấy áo, cái áo len này thì nhớ chia sẻ trên 5 lượt nhá. Tí thì phọt mã. Tí phọt mã là chia sẻ trên 5 lượt mọi người ơi. Không chia sẻ là không được đâu. Không chia sẻ là mình không gửi hàng đâu nha. Mọi người chia sẻ đi ạ. Chia sẻ mình like lại nào. Áo mẫu đang mặc có giá là 10.000 đồng áp dụng cho ai chia sẻ live stream trên 5 lượt và comment mã số nhanh nhất. Vừa rẻ vừa đẹp. Mình đọc mã số thì mọi người chân váy có bán nhé mọi người chờ một chút. Áo mẫu đang mặc có giá 10.000 đồng áp dụng cho ai chia sẻ live stream trên 5 lượt và comment nhanh nhất. Mình đọc mã số từ mọi người mới comment nhá. Comment mã số cộng số điện thoại đầy đủ ạ thì mới được nhá. Ok, Lâm Bích Diệu cho mọi người chia sẻ lại giùm mình đi ạ. Chia sẻ lại giùm mình đi mọi người ơi. Áo mẫu đang mặc có giá 10.000 đồng nhá. Áp dụng cho bạn nào chia sẻ live stream trên 5 lượt và rất là nhiều mẫu áo không đồng sau nữa. Thế mọi người chia sẻ đi ạ. Chia sẻ vào trong nhóm được nhá, Kiều Anh nhá. Rất là nhiều áo không đồng ở sau nữa, rất là nhiều luôn. Mọi người chia sẻ đi ạ. Chia sẻ để có cơ hội được mua hàng với giá rất là ưu đãi luôn. Chia sẻ đi mọi người ơi. Rồi bây giờ mình đọc mã nhá. Mình đọc mã số ạ. Ai comment mã số này nhanh nhất thì người đấy trúng nhá. Rất là nhiều áo không đồng chứ. Rất là nhiều áo không đồng ở sau nữa cho nên là mọi người đừng có vội thoát ra nha. Mọi người chia sẻ đi ạ. Chia sẻ trên 5 lượt. Tức là chia sẻ 5 lần đấy em Phạm Yến Thanh. Chia sẻ vào các nhóm hoặc là chia sẻ trên tường cũng ok nhá. Mọi người chia sẻ trên 5 lượt ạ thì mới tính nhá. Ở bên mình sẽ có nhân viên kiểm tra các bạn chia sẻ. Còn nếu không chia sẻ là bên mình sẽ không bán đâu. Áo này với giá 10.000 đồng nhá. Và rất là nhiều áo không đồng ở sau nữa. Đây bây giờ mình đọc mã. Mọi người comment mã số cộng số điện thoại đầy đủ ạ. Comment mã số cộng số điện thoại đầy đủ nhá. Áo mình đang mặc có mã là 443 nhá mọi người nhá. 443 giá 10.000 đồng ạ. Cái là size, cái là free size nhá. Nên là mấy bạn nào có thấy mai mai 65 cân đổ xuống á, 47-48 cân mặc vừa. Ai lấy áo này ghi cho em mã 443 giá 10.000 đồng nhá, áp dụng cho những bạn nào chia sẻ livestream trên 5 lần ạ. Nguyễn Hoàng Đan. Nhanh vậy. Váy luôn. Váy giá bao nhiêu? Cái này 80. Mọi người thấy là cái váy bò size S mình đang mặc nhá. Váy bò size S mình đang mặc cái này là từ 244. Cái này là từ 52-53 cân đổ xuống mặc vừa. Ai lấy cái váy này thì ghi cho em mã C78 ạ, giá 80.000 nhá. Váy bò mới nguyên thôi này, giá 99% thôi nhá. Ai lấy cái váy này thì ghi cho em mã C78 ạ. Váy bò size S nha. Chân váy bò size S ạ, đằng sau nhá. Ai lấy cái váy này thì ghi cho em mã C78 giá 80.000 ạ. Mới nguyên nha mọi người nhá. Ai lấy thì ghi cho em mã C78 mới 99% ạ. Chắn đâu mà chắn. Ấn mà xem. Tán rồi. Ấn cho mấy nhóm dưới chứ. Ai lấy cái váy này thì ghi cho em mã C78 nhá. C78 có giá là 80.000. C78 mọi người ơi, cái này size bao nhiêu, size đọc size S. Cái này size S nhá, từ 48 cân đổ xuống thì mặc vừa cái váy này thôi. Giá 80.000 ạ. C78 của bạn Oanh Hoàng. Oanh Hoàng lúc nãy có cái áo này đúng không? Phải không?
À thế là cái len cổ tim này nhá, màu xanh than, cái này giá 50.000 thôi nhá. Giá 50.000 ạ. Mã 623. Ai chốt len này ghi cho em mã 623 kèm số điện thoại ạ. Áo len mình đang mặc có giá là 50.000, mã 623 nhá. Ai chốt len này thì ghi cho em mã 623. 623 kèm số điện thoại giùm em ạ. Mọi người phải ghi đầy đủ là số mã số cộng số điện thoại nhá. Bên em sẽ ưu tiên cho những ai mà có số điện thoại trước ạ. 623. 623 nhá. Áo len cổ tim này 623 chốt cho chị Phạm Minh Huyền. Chờ đã. Mọi người ơi, cái áo dạ dáng ngắn mình đang mặc đây tiếp nhá. Ôi chơi cả cây xám này. Tiếp theo cái áo dạ dáng ngắn mình đang mặc đây nha. Cái này dành cho bạn nào size S nhá, người bé bé nhá. Từ 1m55 trở xuống thì mặc vừa kéo dạ này ạ. Giá 190.000 nhá. Không nơi đâu bán kéo này 190.000 đâu mọi người ơi. Chất dạ này mới 99% ạ. Mới 99% luôn nhá mọi người nhìn nhá. Chất đây. Nó y như này luôn ạ. Giá 190.000 mã A43. Sau có mũ á. Ai chốt cái này ghi cho em A43 kèm số điện thoại nhá. A43 có giá 190.000 ạ, size S ạ. Từ cái này thì từ 549 cân đổ xuống mặc vừa. 623 cho chị Thương Nguyễn 623, có thấy Lê Thị Nhung nhá. Chị nhân bật lại 210.000 xem. Thật á? Đấy, có bị chặn đâu. Mọi người thấy là cái chân váy bò mình đang mặc nhá. Cái chân váy bò, cái này có giá là 90.000 ạ. Mới 99% luôn nhá mọi người nhá. Ai lấy cái chân váy mình đang mặc thì ghi cho mình mã A30 ạ. Cái này là size L ạ. Size L từ... Vừa nổ BIDV ra. Thật á? Size L từ 50 cân... À, 50 cân đổ lên nhá. 50 cân đổ lên. Cái này là size L từ 50 cân đổ lên 60 cân mặc vừa nhá mọi người nhá. 60 cân đổ xuống 50 cân ạ. 623 hết rồi em ơi. Ai lấy cái này thì ghi cho em mã A30 nha. 30 của chân chị Giang Thị Hương Giang. Chân váy zip nhá. Đây là A43. À thế ạ. A30 nhá mọi người nhá. A30. Cái này cái váy này mới 99% luôn mọi người ạ. Chân váy bò nhá. Rất là dễ phối đồ, màu nó đậm. Rất là dễ phối đồ nhá. Ai chốt thì ghi cho em mã A30 đây, nhìn kỹ đây nhá. Cái này có mấy cái cốc này mọi người? À, em cao 1m60 nặng 47 cân nhá. Bạn mẫu cao 1m60 nặng 47 cân ạ. À. Ai chốt cái zip bò thì ghi cho em mã là A30. Ok, cảm ơn chị Giọt nhớ ạ. A30 có giá 90.000 thôi. Ai chốt thì ghi cho em A30 nhá. Áo mẫu mặc không bán. Rồi qua đi. Mọi người ơi, thế cái váy len này tiếp ạ. À, cái này là áo len dáng dài nhá, có hai cái túi này rất là xinh này. Chất len đây. 42kg mặc được nhá chị Linh Toàn ạ. 42kg mặc vừa nhá chị ơi. Có thấy chị Cao Thị Hương Giang ạ. Cái này để giá 80.000 thôi. Mã là A60. Chất mới 99%. Mọi người nhìn chất nhá. A60 ạ. A60 có giá 80.000 nhá. Có hai cái túi này rất là xinh này. A30 cho chị, cho bạn Trương Thị Nhung. Cho bạn Trương Thị Nhung mã A30 nhá. Có chân váy dạ dép ly không có nhá bạn ơi. A60 có giá 80.000 ạ. Cái nào? A43 là của ai hả? Giao Thị Hương Giang. Đọc số điện thoại nhá. Lên lên, đọc số điện thoại trước nhá. A60 chốt cho chị, chốt cho bạn Lâm Bích Dẹo. 60 cái nào? Đây. A30 của anh. Chưa không mặc đồ không vậy? A30 của cái gì đây? Chưa thì. Mọi người đây là cái bộ cách tân, cái này là mới 100% luôn nhá mọi người nhá. À cái bộ cách tân màu đỏ. Cái bộ cách tân gấm này màu đỏ nhá. Cái này có giá là 150.000 thôi ạ. Ai lấy cái này thì ghi cho em mã 998 nhá. Cái là free size ạ. Từ 60 cân đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy cái bộ này này. Cái này cái áo gấm này thì kèm theo, đi kèm theo cái chân váy này nhá.
chân váy màu trắng rất là rẻ, có giá là 150.000 ạ. Hàng loại một thôi nha mọi người nhá, mới 100% ạ. Chất đây ạ, chất gấm đây nhá. Ai lấy cái này ghi cho em mã 998 nhá. 55 cân đổ xuống mặc vừa nha mấy chị ơi. 60 cân. 60 cân à? Không biết được. Nhìn nó không rộng. 55 cân rồi. Cái này từ 55 cân đổ xuống mặc vừa nhá, giá trị 150.000 nhá, không nơi đâu bán cái váy này với giá 150.000 đâu. Còn chân váy zip nhá. Cái này là hàng mới 100% nhá. Mọi người nhìn cái chất này, chất này. Rất là đẹp luôn. Ai chốt cái này thì ghi cho em mã bao nhiêu nhỉ? 998 ạ, giá 150.000 thôi ạ. 150.000 mua cả áo lẫn váy nhá. 998 cho chị Hoàng Linh. Hoàng Linh nhá, chốt 998 cho chị Hoàng Linh. Ba set à? À, còn hai cái, còn hai mẫu nữa của ai chốt luôn không ạ? Đây nhá. Đảm bảo về với mọi người, đảm bảo với mọi người là không bao giờ nhá. Không bao giờ chê được cái chất này luôn nhá. Mọi người nhìn cái chất này. Chỉ có 150.000 thôi, mã 998 ạ. Ai chốt cái váy gấm này thì ghi cho em mã 998 nhá. Ở các shop khác phải bán cho 200.000 trở lên mọi người ơi. 998 cho Thanh Bi một bộ nhá. Còn một bộ cuối cùng. Cái này mặc Tết thì hơi bị sang luôn. Từ 55 cân đổ xuống mặc vừa rất là dễ mặc. Vừa trẻ trung nhá, vừa rất là lịch sự. Kèm theo cả chân váy luôn nhá mọi người nhá, kèm theo chân váy nữa. Đẹp thì mua đi chị Trịnh Thế ơi, còn một bộ nhá. Ai chốt cái này thì ghi cho em mã 998 ạ. Một cái là của Hoàng Linh, một cái của Thanh Bi nhá. Ừ. 998 nhá. Giá là 150.000 thôi. Quay sau một vòng đi. Đây ở sau nó cũng có một cái đường khóa như này đây nhá. Chất thì mọi người khỏi phải bán luôn ạ. 998. Ai còn một bộ nhá, mình còn một bộ duy nhất nữa thôi. Không ai lấy thì mình sẽ để mặc. Ai chốt thì ghi cho em mã 998. Rồi 998 cho chị Ngô Đan hết ạ. Vì rẻ mà, vì rất là rẻ mà chất thì quá đẹp nữa chứ. Mọi người ơi, thế cái len màu này nữa xem nhá. Tức là cái len màu xanh này. Đây, cái này form rộng nhá, dành cho bạn nào mà thích màu rộng dáng dài này. Cái này giá 80.000 ạ. Mã 139 nhá, hàng si. Mình bắt đầu lại like hàng si nhá. 139 ạ. Ai chốt cái này thì ghi cho em mã 139 kèm số điện thoại ạ. Chất đây nhá. 139 giá 80.000 thôi ạ. Ai chốt cái len xanh này thì ghi cho em mã 139 kèm số điện thoại nhá. Từ 60 cân độ xuống mặc vừa. 139 của chốt cho chị Thủy Tiên Phạm nhá. Thủy Tiên Phạm chốt 139 ạ. Mọi người, đây là cái phao đen này nhá. Phao đen là cái toàn bộ phao và bác cao hôm nay thì mình xả rất là rẻ nhá. À, cái phao này mình để giá là 80.000, mã B42 size S ạ. Mũ lông nhá. B42. Ai chốt phao này thì ghi cho em mã B42 kèm số điện thoại nhá. B42 có giá 80.000 ạ. Ai chốt phao này thì ghi cho em mã B42 nhá. B42 giá 80.000 nhá. Đây ở trong có hai lớp mọi người ạ, không phải phao mỏng manh đâu. B42. B42 giá 80.000 ạ. B42 của bạn Trương Thị Nhung nhá, Trương Thị Nhung chốt B42. X25. Váy là bao nhiêu? Mới này. Mọi người, đây là cái chân váy bò nhá, chân váy jean mình đang mặc 90% nhá, 99% ạ, có giá là 90.000 nhá. Ai lấy cái váy này thì ghi cho em X25 ạ. X25 nha mọi người nhá, chân váy bò jean này. Cái này ở bên dưới có tua rua nha mọi người. Rất là dễ phối đồ. Cái này là size L nhá, cái này mùa đông mùa hè mọi người đều mặc được nhá. Mọi người phối hợp phối cùng với áo len này, hoặc là ở bên mùa hè thì mọi người phối với áo sơ mi hoặc là áo phông, rất là dễ phối đồ luôn. Mùa đông mùa hè đều mặc được. Ai lấy chân váy này ghi cho em X25 ạ. Cái này là size M. Váy cách tân hết mất rồi. Size ML nhá, từ 47 cân đổ lên 55 cân mặc vừa. Ai lấy cái váy này thì ghi cho em mã X25 ạ. Có giá là 90.000 nhá, X25. X25 mọi người nhá. Ai lấy cái chân váy mình đang mặc cho mình mã X25 ạ, giá 90.000 ạ. Hàng si nhưng mà 99% nhá, rất là đẹp. Áo lót, áo bắp cao lót bông là ok nhá, đợi một chút nhá. Ai lấy cái chân váy mình đang mặc thì ghi cho mình mã X25 ạ. À mọi người ơi, mình like cái áo này không đồng nhá. Không đồng này. À, cái áo này mình bán với giá không đồng, áp dụng cho ai chia sẻ livestream này thôi.
Đây cái này không đồng mình đọc mã nha, ai comment mã trước thì sẽ được trước nhá. Rất là nhiều áo không đồng ở sau nữa cho mọi người cố gắng theo dõi ạ. À, cái này mã 2 nhá, ai chốt cái này ghi cho em mã 2 không đồng ạ. Cái này chất len mỏng thôi mọi người ạ, chất len muối tiêu nhưng mà len mỏng thôi, rất là mỏng. Mọi người có thể mặc trong. A2 nha, form rộng nhá. Ai chốt cái len không đồng thì ghi cho em mã 2 comment mã 2 kèm số điện thoại dùng mình ạ. Ui, Nguyễn Hoàng Đan A2 này. Nguyễn Hoàng Đan A2 nhá. Mình thấy bạn Nguyễn Hoàng Đan đầu tiên. Vì Nguyễn Hoàng Đan lúc nãy có một cái không đồng rồi. Wow, 10.000 ạ. Mọi người ơi, cái len tím này rất là xinh mọi người ơi. Cái tay đây nhá. Tay như này đây ạ, chất len đây. Cái này giá 90.000 nhá, mới 99% ạ. Mới 99% mọi người ơi, chất len là mình nhìn chất nhá. Dáng rất là xinh, dáng kiểu baby doll mọi người ạ, dáng xòe xòe rất là xinh nhá. Mình đứng vào trong này đứng gần nó hơi chói, phải đứng như nào nó không chói cơ. Đây. Cái này có mã là B22 ạ. B22. B22 mọi người nhá. B22 có giá là 90.000. Cái tay nhá mọi người, cái tay này. Ai chốt cái này thì ghi cho em mã B22 kèm số điện thoại nhá. B22 có giá 90.000 ạ. Chất mới 99% nhá. Ai chốt cái này thì ghi cho em mã B22. B22 nhá mọi người ơi. Chốt A2 nhiều nhá. À không đồng quá. B22 nhá, áo len tím mình đang mặc có mã là B22. Đây chất mọi người nhìn chất này. Ai chốt cái này thì ghi cho em mã B22, chốt B22 cho bạn Gati Ngọc nhá. Trong giữa thằng người tự kia. Đây là áo gì? Mọi người đây là cái áo dạ quy sừng, cái là giá cánh rơi nhá. Ai lấy cái áo này thì ghi cho em mã C72 ạ. C72 đằng sau có mũ luôn nhá, C72 có mũ sau này. Cái này là size M bởi vì nó cánh rơi nhá. Nên là từ 60 cân đổ xuống mặc ok. 60 cân đổ xuống mặc ok ạ. Ai lấy cái này ghi cho em mã C72 giá 150.000 nha. Màu đen ạ, đây nhá, khuy sừng đây á. Mặc cái này kết hợp với cả chân váy này, kết hợp với cả chân váy mặc áo len bên trong nhá, kết hợp với cả quần váy chân váy xong rồi mặc quần tất đi chơi rất là đẹp. Ai lấy cái này thì ghi cho em mã C72 ạ. C72 của chị Khánh Heo cho em xin số điện thoại nhá. Chị Khánh Heo lên số điện thoại cho em ạ. Chị Khánh Heo lấy C72 lên số điện thoại cho em nhá. À, bạn thế thì B22 nhường lại cho bạn Bảo Thoa nhá. Bảo Thoa B22 tại vì bạn Gati Ngọc hôm nọ có đơn bên mình nhưng mà bạn ấy mình gọi không được mà mình đã hủy đơn cái đơn đấy thì mình sẽ không cho đặt nữa đâu. Bây giờ chốt lại cho bạn Bảo Thoa mã B22 nhá. Rồi. Tiếp theo là cái áo len muối tiêu này form rộng nhá. Cái này nam nữ đều mặc ok này. Size M nhá mọi người ơi, size M ạ. Đây. Cái này giá 80.000 ạ, mã T40. T40 ạ. Cái này có cổ có khóa nhá, cái này size ML nam nữ đều mặc được ạ. Chất rất là mới luôn, mình nhìn chất này. T40 ạ. Có giá 80.000 nhá. Ai chốt lên này ghi cho em mã T40. Mọi người, đây là cái áo nỉ cổ tim mình đang mặc nhá. Áo nỉ màu xám cổ tim mình đã mặc, cái là size ML ạ. T40 cho Thủy Tiên Phạm, cái đơn trước mình hủy rồi, bạn Gati Ngọc ơi. Áo mình đã mặc là size ML nhá, từ 60 cân đổ xuống. Thủy Tiên Phạm này. Ai lấy cái áo nỉ mình đã mặc thì ghi cho mình mã 563, có giá là 60.000 nhá. 60.000 áo này ạ, nỉ chơi màu xám nhá. Mã 563, lấy cái trên mã 563 đằng sau ấy nhá. Đằng sau đi ạ, ai lấy cái trên mã 563 nhá. 563 có giá là 60.000, ai lấy cái trên mã 563 nhá. 563 của chị Trịnh Thế. Mọi người ơi, cái áo phao này nhá. Đây áo phao này rất là đẹp luôn, mới chưa mới như mới 100% luôn nhá. Có rất là ấm này, mũ lông ở trong, à mũ lông. Có mũ lông đây nhá. À, cái này có bị lỗi một chút là bị hỏng khóa, mọi người lấy về có thể đi thay khóa nhá. Thay khóa tầm 10.000 20.000 đấy thôi nhưng mà cái áo này thì rất là ấm, mình để rẻ lại nhá. Giá là 70.000 thôi ạ, mã 235. À lấy phao này thì ghi cho em mã 235 nhá, mọi người về chịu khó thay cái khóa thì là ok liền ạ. Rất là ấm, rất đẹp luôn, màu xanh này rất là tôn da này. 235 ạ, có giá 70.000 nhá. Mọi người chịu khó về thay khóa giùm mình nhá, vì cái khóa này nó bị nghẹt ý. Không phải là hỏng khóa mà nó bị nghẹt. Cứ làm sao mà nghẹt không khóa được. Bị kẹp.
235 nhá mọi người. 235 có giá 70.000 ạ. Ai chốt sau này thì ghi cho em 235. 235 của chị Ly Diệu ạ. Cái này không đồng nhá. Mọi người thấy là cái áo không đồng nhá. Cái áo này lại không đồng tiếp này. Mọi người nhớ chia sẻ áp dụng cho những bạn nào mà chia sẻ trên 5 lượt cho mọi người nhá. Áp dụng cho những bạn nào chia sẻ like. Mày mặc cái cho đấy đi. Cái áo mình đang mặc áp dụng cho những bạn nào chia sẻ livestream trên chia sẻ livestream trên 5 lần nhá. Thì mới được lấy cái áo này, áo len màu xanh nhạt này, rất là đẹp luôn, đứng gần cho mình xem màu nhá, rất là đẹp. Áp dụng cho những bạn nào chia sẻ livestream trên 5 lượt nhá. Ai lấy thì ghi cho mình mã 40 ạ. 40 nhá. Giá 0 đồng. Cái này là size màu từ 5253 cân đối với mặc vừa. 0 đồng nhá. Ai lấy thì ghi cho mình mã 40. Áp dụng cho những bạn nào chia sẻ livestream trên 5 lần ạ. Ui. Của bạn Trúc Đoàn nhá, Trúc Đoàn A40 ạ. Chúc mừng bạn Trúc Đoàn nha. Mọi người thích cái váy này dáng suông nhá, dáng chữ A, bầu bí bon chen ok này vì nó rộng lắm. Đây, cái váy dáng suông này chất thì chất len mỏng thôi mọi người ạ, chất len mỏng nhá. Chất này. Và có điểm nhấn ở cái hoa này rất là xinh luôn. Bầu bí mặc ok nhá. Cái này từ 60 cân đổ xuống, 60 cân đổ xuống mặc vừa, giá là 50.000, mã 962. Ai chốt lên này ghi cho em mã 962 kèm số điện thoại ạ. Váy dáng suông chữ A nhá mọi người ơi, bầu bí bon chen được ạ. Ai chốt cái váy này ghi cho em mã 962 kèm số điện thoại của mình nhá. 962 ạ. 962 có giá là 50.000. Ai chốt cái váy mình đang mặc thì ghi cho mình mã 962 nha. Có thấy chị Lê Thị Nhung nhá. 40 hơi bị nhiều rồi nha. Chị vừa thấy bảo là chị lấy xong lấy 962 chị đang có màu. Ok cho chị Trịnh Thế 962 nhá. Cái nó mặc. Cũng không? Không. Xanh màu. Mọi người thấy là cái chân váy bò mình đang mặc nhá. Cái này có giá là 80.000 ạ. Rất là trẻ nhá. Co giãn ạ. Cái váy đây là co giãn là từ 55 cân đổ xuống mặc vừa. Ai lấy cái váy này thì ghi cho em mã 543. 543 nhá, có giá là 80.000 ạ. Chân váy bò nhá, chân váy bò màu xanh này rất là trẻ ạ. Đằng sau nhá, đằng sau đây ạ. Ai lấy chân váy này thì ghi cho em mã 543 nhá. Có giá là 80.000 thôi, rất là rẻ. À từ cái này từ 48 cân đổ xuống thì mặc vừa nhá. 55 cân đổ xuống. 55 cân á? Co giãn mà. Ờ. Hải Lý chốt 443 này. Ai lấy cái này ghi cho em mã 543. À 543. Thôi để Trúc Đoàn chắc là đủ cho đủ hai đơn. À chốt 543 cho bạn Trúc Đoàn nhá. Hải Lý nhận được hàng không? Đơn thất lạc đâu rồi. Hải Lý ơi em đã nhận được hàng chưa? Mọi người thấy cái áo này cũng rất là xinh này. Áo phao này rất là xinh nhá. Đây cái này nó có đai như này đây mọi người ơi. Đây nhá, mặc rất là sang luôn. À, vì cái này có đai cho nên là free size từ 42, cái này 42 cân. 42 cân cho đến 55 cân đều mặc ok hết. Vì nó có đai thắt đây nhá. Cổ lông rất là sang, hai lớp này. Đây. Chị kiểm tra cho em cái đơn hàng là chưa ok nhá. Hai lớp đây mọi người ơi. Cái lớp lông này mọi người có thể tháo ra nhá, nếu mà thấy cộm quá thì có thể tháo ra được. Cái này giá 120.000 nhá. Không ai bán cái áo này với giá 120.000 đâu. Mã bao nhiêu nhỉ? Mã 91 ạ. Ai cho cái paca này ghi đây mã 91 nhá. Mặc rất là sang rồi ạ. 91 có giá 120.000 ạ. Có áo ấm, siêu ấm. Cái này thì đi vào shop phải tầm 500.000 trở lên. Giờ muốn mua hay là sao gì đây? Đọc hộ cái. 91 mọi người lên số thật của mình đi ạ. 91 có giá 120.000 nhá. 91 cho chị Nguyễn Tú ạ. Ok bạn Ga Ti Ngọc nha, bạn để ý giùm mình ạ. Tại vì mình chốt đơn nhưng mà không chốt được cũng rất là mất công lắm. 91 của chị Nguyễn Tú rồi ok nhá. Đẹp mà. 80. Mọi người biết là cái chân váy bò xếp ly này nhá. Dài đến đầu gối này, ngang dài ngang đầu gối nhá, mặc rất là vintage luôn. Ai là cái này thì ghi em mã 97 nhá, có giá là 80.000 ạ.
Cái này là size ML nhá, nên là mình mặc size M hơi rộng, mình 47 cân mặc hơi rộng nhá. Cái này dành cho mấy bạn nào mà từ 55 cân đổ xuống 48-49 cân đấy ạ. Thì mặc vừa, ai lấy cái này ghi cho em mã 97. Chân váy bò xếp ly nhá, dáng dài mặc đến đầu gối này. Ai lấy cái chân váy này thì ghi cho em mã là 97 ạ. Size ML nhá, từ 48-49 cân đổ lên mặc vừa. 48-49 cái này đông hè thì mặc ok hết mọi người ơi. Chất mới lắm, chất mới như 99% nhá. Đây mọi người nhìn cái chất này. Đây nhá. Màu cũng rất là tây nữa. Em lấy cái chân váy này thì ghi cho em mã 97 ạ. 60kg mặc vừa không? Cái này mặc à, có cái váy này 60kg mặc vừa. Có giá là 80.000, ai lấy cái này ghi cho em mã 97 ạ. Rồi qua đi. Đẹp quá cơ. 97 cho Trương Thị Nhung nhá. Mặc lại cái to nhá. Ừ. Mọi người ơi, cái len họa tiết này ạ. Rất là độc lạ nhá. Chất mới 99%, mọi người nhìn chất này. Chất là chất len nhung mọi người ạ, len nhung rất là ấm luôn. Cái này giá 90.000 ạ, mà X24. Size M nhá, bạn nào thích mặc rộng nhá. X24 ạ, có giá 90.000, ai chốt len này ghi cho em X24 kèm số điện thoại nhá. 97. X24 mọi người ơi, X24 của bạn Nguyễn Hoàng Đan. Mọi người ơi, cái chân váy này mình bán lại nhá, chân váy 80.000. Chân váy cái này 60kg mặc vừa màu này. Màu rất là trẻ này, 60. Màu bí mặc cũng được luôn nhá. Cái này 65 cân đổ xuống 50 cân. Chun nó, chun nó co giãn rất là thích. Có giá là 80.000 nhá. Ai lấy cái này thì ghi cho em mã 051 ạ. 051 nhá, có giá là 80.000. Màu nó rất là trẻ nhá mọi người nhá, 051 ạ. Cái này là size L nhá, nên là từ 52-53 cân đổ lên 60-62-63 cân mặc vừa. 051 ạ. Ai lấy cái này thì em mã 051 nhá. 051 mọi người nhá, 051 ạ. Em bảo gì? Màu rất là trẻ nhá. Đau tay. Đeo cái kia kìa, chân nhẹ kìa. Đeo váy qua đi y tế. 051 ai lấy không ạ? Có chân váy bó sát nhá. Có chân váy bó sát. Mọi người nhớ cái áo phao nâu này nhá. Áo phao nâu này dáng dài à, dáng quá mông nhá. X24 nhiều nhở. Mặc vào chứ dơ người ta biết xem dáng như nào. À, cái áo 051 của chị Tuyết Nguyễn. Tuyết Nguyễn lên số điện thoại giùm em đi ạ. Đây rồi. Tuyết Nguyễn lên số điện thoại giùm em nha chị nhá. À, tiếp cái áo phao nâu này giá 80.000 ạ. Size từ 55 cân đổ xuống mặc vừa nhá. Màu nâu rất là tây ạ, có mũ ở trong à, có mũ ở sau. Có thấy Thủy Thắm. Cái này có mã là C39 giá 80.000 thôi. Xả siêu rẻ luôn nhá. Hai lớp nhá mọi người ơi, trong hai lớp rất là ấm ạ, mặc thì rất là tây này. À, cho cái phao nâu này ghi cho em mã là bao nhiêu nhỉ? C39 có giá 80.000 thôi ạ. C39 nhá, thường ngày không có cái giá này đâu, hôm nay là mình xả phao nhá. C39 ạ. Ai chốt phao này thì ghi cho em mã C39 kèm số điện thoại nha. 051 thế thì 051 chuyển lại cho chị Trần Diệp nhá, Trần Diệp 051. Mọi người đây là cái váy này nhá, váy nỉ mình đang mặc ạ. Váy nỉ à, bo tay chun nhá, cái này mới 99% luôn ạ. Hàng si nhưng mà mới 99% nhá mọi người nhá. Đây đứng gần cho mọi người xem chất này. Cái này có giá là 80.000 nhá. Ai lấy cái váy nỉ mình đang mặc thì ghi cho mình mã 542 ạ. Đằng sau nhá, đằng sau đây. Là ai phải mặc lại? 542 nha mọi người, 542 có giá là 80.000 ạ. Cái này là size ML nhá, từ 57-58 cân đổ xuống mặc vừa. Váy nỉ này mặc rất là trẻ này. Ai là cái váy mình đang mặc ghi cho mình mã 542 nhá. Trần Điệp C39 luôn ạ. 542 ạ, mọi người ghi mã thì kèm theo số điện thoại giùm em nhá. 542 của chị Hiền Bơ ạ. Nhưng mà mặc vào màu hồng mà nhìn đấy mà màu vàng. Thế á? Ừ. Ừ, sang. Ừ. Mọi người ơi, tiếp theo là cái váy len à? Không có váy len đâu bạn nhá. Tiếp theo là cái dạ khuy sừng kể caro nhá. Cái này là size S ạ. Từ 46-47 cân mặc đổ xuống mặc vừa nhá. Có giá là 150.000 đằng sau vào mua luôn nha. Ai là cái này thì ghi cho em mã 234. Đây nhá, đứng gần cho mình xem chất này. Chất dạ khuy sừng đây nhá.
rất là dày, có khóa luôn nhá, có khóa. Ai lấy cái này ghi cho em mã 234 ạ. 234 có giá là 150.000 nha. Ai lấy ghi cho em mã 234. Sexy lady. 234 ạ. Cho ta lấy tắt cái mã này. 234 ạ. Ai lấy ghi cho em mã 234 nhá. Có áo cổ lọ nhá bạn nhá. Thì lấy tắt cái bọc cam cái gì. 234 của Nguyễn Diệp thì chắc chưa có. 234 của chị Nguyễn Diệp để lại cho em xin số điện thoại nhá. À, chị Nguyễn Diệp lên số điện thoại giùm em đi ạ. Mọi người rất cái set màu hồng này rất là xinh nhá, mặc rất là sang chảnh mọi người ơi. Đây, cái này vai trễ ạ. Cái này thì co giãn chất thun co giãn cho nên là chị nào béo gầy mặc vừa nhá, free size từ cái này từ 60 cân đổ xuống mặc vừa vì nó 55 cân thôi. 55 cân tại vì nó co giãn. 234 thế thì chốt chị cho chị 234 cho chị Dung Phạm nhá. Dung Phạm 234 ạ. Mình ưu tiên ai có số điện thoại trước. À, cái set này có hai màu nhá mọi người, màu hồng với màu cam, cái là hàng new nhá. Hàng new 100%. Mình đọc mã này, cái này có giá 95.000 thôi. Một cái set đẹp như thế này mà chỉ giá 95.000 thôi mọi người ạ. Có cả cái kèm cả cái choco này nhá. Mã là X27 ạ. Ai lấy hồng thì ghi hồng, ai lấy cam ghi cam nhá. Ai chốt cái này ghi cho em X27 kèm số điện thoại nhá. À, quần tất mình mặc á. Chốt luôn. X27 ạ. À. Ai chốt cái này thì ghi cho em X27 nhá, vì nó có màu cam với màu hồng. Ai chốt cái này thì ghi cho em màu cam hoặc màu hồng nhá. Giá 95.000 một bộ này thôi ạ. À. Ai chốt thì ghi cho em X27 nhá. X27 giá 95.000 nhá. Không có hồng. X27 hồng của chị Hiền Lương, còn một cái cam này, màu cam này rất là sáng ra. Không có mặc vào, không có người lấy. À, còn một cái màu cam thôi mọi người ơi. Ai chốt cái này ghi cho em mã là X27 cam nhá. Áo dạ có 60 cân nhá chị nhá. Đây, cái cam này cũng rất là sáng ra nhá, còn một cái màu cam này thôi ạ. Ai chốt thì ghi cho em mã là X27 cam nhá. X27 cam giá 95.000 ạ. Cả set mọi người ơi, cả set nhá, cả set cam này ạ. Ai chốt cái cam thì ghi cho mình mã X27 cam nhá. 95.000 một bộ này thôi nhá. Cả bộ nhá. Cả chân váy và quần ạ. X27 cam này, ai chốt cái này thì ghi cho em mã X27 cam là 95.000 thôi ạ. Cả một set mặc mà chỉ bằng một cái áo len thôi mọi người nhá. Còn một cái cam này ai chốt thì ghi cho em X27 cam. Chân váy bỏ tiếp à? Chịu khó mặc chân váy chật chật. Mọi người, đây là cái áo dạ nhá. Áo dạ mình đã mặc cái là màu xám ạ. Cái là size ML nhá, từ 60 cân đổ xuống 45 cân mặc vừa. Đây là cái áo này thì ghi cho em mã 905 ạ, có giá là 190.000 nhá. Cái này có mũ trần bông luôn mọi người ạ, có mũ trần bông nha, đây là đội vào rất là ấm này. Cái là viền lông thôi ạ, không phải trần bông nhá, viền lông. Anh lấy cho em đi. Đây là cái áo mình đang mặc thì ghi cho mình mã 905 ạ. 905 nhá, có giá là 190.000 đằng sau nhá mọi người nhá. Chín không năm nha mọi người, ai lấy cái này ghi cho em mã 905 ạ. Rất là dày nhá. Bắc à nhầm, đây là áo dạ khuy sừng này. Có quần giả váy không chị? Không có đâu em nhá, có chân váy bò nhá, còn hai chiếc chân váy bò rất là mới mọi người nhá. Rồi bên trên có đậu bắc chốt không? Có gì nữa không? 905 á. 905 của bạn đậu bắp ạ. Đậu bắp 905 nhá. Chân váy đây. Không có để mặc cho. Mọi người ơi, cái áo len thêm nhá, cái này len pha sơ mi mọi người ơi. Tại ống tay hơi bị dài. Ủa, cái này này. Cái vừa lưỡi thôi mà, cái đây này. Cái gì? Cái lợi phi sừng. Cái giống cái này này. Len nào pha sơ mi nhá. Chất đây ạ. Cái chất sơ mi, cái này là sơ mi dạ nhá. Không mỏng đâu, rất là ấm. Đây, chất len đây. Cái này giá 90.000 ạ. 90.000 nhá, free size. All the size nhá. Mã Z1 ạ. Ai lấy thì ghi cho mình mã Z1 nhá. Giá 90.000 ạ. Cái ni của ai đây? Cái nào không? 506. Chiều nay chưa nhá, hàng Ngọc Mỹ ơi, ngày mai mình mới chốt đơn mới gửi nha. Z1 của chị Thủy Tiên Phạm ạ. Z1 bao nhiêu? 90. Và mọi người để ý điện thoại cho mình. Mọi người ơi, đây là cái áo dạ khuy sừng màu đen, cái là mũ lót lông thật luôn. Cái đấy là mũ viền lông.
Đây nhá, cái này có mũ lót lông này. Cái này có giá là 200.000 nhá mọi người nhá, 200.000 cái áo này ạ. Ai lấy thì ghi cho em mã là 22 nhá. Mã 22 có giá là 200.000 mũ trần bông nhá. Đây đợi mũ cho mọi người xem này, rất là ấm. Đây nhá, đằng sau đây ạ. Size M nhá, từ size M từ 55 cân đổ xuống mặc vừa. Ai lấy cái này thì ghi cho em mã 22 ạ. Mã 22 nha mọi người nhá, 22. Đừng quên cho mọi người xem chất dạ này rất là mới nhá, mới 99% luôn. Dày dặn, tay cũng lót lông luôn. 22 của chị Thị Hiếu ạ. Mỗi lần thay áo là mỗi lần tắt đi. Cái này là màu xanh của mày. Cái nào? Cái hộp này. Dùng màu xanh của mày. Mọi người ơi, cái len cổ 3 phân này nhá. Đấy này là đây, chất mới như chất này. Rất là dày dặn. Size M nhá, size M từ 40 42 cân cho đến 50 58 57 cân đổ lại mặc vừa giá 90.000 nhá. Mã C24 ạ. Ai chốt lên này ghi cho mình mã C24 kèm số điện thoại nhá, C24 ạ. C24 giá 90.000 nhá. Ai chốt lên này thì ghi cho em mã C24 kèm số điện thoại ạ. Đây nhá. Chất len rất là dày mọi người ơi, rất là dày luôn. Rất là thích. Ai chốt thì ghi cho em mã C24 kèm số điện thoại ạ. C24 nhá. Giá 90.000 ạ. À. Ai chốt thì ghi cho em mã C24. C3 là gì? C24 của chị ạ. Chị La La Trương ơi, chị có ghi nhầm mã không? Không có mã C23 đâu chị ạ, à. Chị có mã C24 thôi, chị ghi lại cho em nhá. Có phải là chị chốt mã C24 không? Tốt là rẻ hơn. C24 cho chị Ngô Thu Thảo lên số thoại dùm mình ạ. À. Mọi người ơi, tiếp theo là cái váy dạ này nhá, váy dạ này, cái này nỉ này. À, váy nỉ ạ, xin lỗi mọi người nhá, váy nỉ. Cái này là màu hồng vỏ đỗ nhá. Màu hồng vỏ đỗ. Cái này rất là cá tính này, cái này là dáng dài nhá, size ML. Cái này là mình cao 1m60 thì mặc nó đến như thế này nhá, mọi người tự ước lượng chiều cao của mình nhá. Ai lấy ghi cho em X8 ạ, giá 120.000. Đằng sau ấy mọi người nhá, cái màu này rất là đẹp này. Nỉ mới nhá, đừng gọi những người xem chất nỉ này. Ai lấy cái váy nỉ mình đang mặc thì ghi cho mình mã X8 ạ. X8 nhá mọi người nhá, X8. Duy nhất có một cái nhá mọi người nhá, ai lấy cái này ghi cho em mã X8. Có giá là 120.000 ạ. Size ML nhá, từ 45 cân đổ lên 60 cân mặc vừa. 60 cân đổ xuống 45 cân mặc vừa nhá. Có oversize mà nỉ bông rất là ấm đấy. Đây là cái áo này thì cái trên là X8 này này. X8 của chị gì đấy? X8 của chị là Nga Dao ạ. Mình ở Xuân Khanh, Sơn Tây nhá. Hàng đúng rồi nhá, hàng hùng nhá, chị bóng mình. Vừa hùng vòng mới nhá, cái là hàng mới thì em sẽ nói là hàng mới ạ. Chị gì 905 bắp nhiều người khác là sao nhỉ? 905 là cái nào đây? Thế thì chuyển cho chị Kiều Uyên 905 nhá. Đậu bắp mà. Chị chị bảo là chị Uyên bảo là đậu bắp nhiều người khác hay là mình cho comment không thấy nhá. Được. Trời ơi từ lâu rồi. Chuyển cho chị gì đấy nhá. Thùy gì đấy. Mọi người ơi, kéo len gen pha gen mình đang mặc đây nhá. Chất này. Cái này giá 60 tiền thôi, 60.000 thôi ạ. Mã C59 form oversize, dáng oversize nhá, dáng nó giật xoè xoè ở dưới. Ai chốt cái này thì ghi cho em mã C59 nhá, giá 60.000 thôi ạ. C59 nhá. Ai chốt cái áo len mình đang mặc thì ghi mình mã 659, giá chị 60.000 thôi nhá. C59. C59 cho chị Nguyễn Diệp. Cổ tàu. Mọi người đây là cái áo dạ cổ tàu mình đang mặc nhá. Áo này rất là độc này. Áo dạ cổ tàu khuy sừng nhá. Cái này là màu xanh than size ML ạ, à, từ 60 cân đổ xuống 45 cân mặc vừa nhá. Ai lấy cái áo dạ này thì ghi cho em mã. Ai lấy áo dạ này thì ghi cho em mã A11 nhá.
A11 ạ. Cổ tàu nhá, đây là cổ tàu nhá mọi người nhá. Cổ tàu rất là đẹp. A11 ạ. A11 có giá là 190.000. 190.000 nhá. Ai lấy cái áo này thì ghi cho em A11 màu xanh than nhá. A11 ạ. Cổ tàu nhá mọi người nhá. Cổ tàu này rất là đẹp. Size ML từ 50 cân đổ lên 60 cân đổ cửa. Ai lấy cái này ghi cho em A11 ạ. Điệt. Thế là chín ra nhiều người lấy thế. Đẹp mà. Có thấy chị Vân em, ai mà có chị Ngô Đan để giùm em số điện thoại nhá. Ngô Đan có luôn rồi à? Ok, chốt ai mà có chị Ngô Đan, có cái áo nỉ cái này size SM để mặc người nhá, từ 55 cân đổ xuống mặc người, chất nỉ bông dày dặn nhá. Đây nhá. À cái này có giá 90.000 ạ. 3702. À lấy nỉ này thì ghi trên mã 702 kèm số điện thoại nhá. 702 size từ 55 cân đổ xuống mặc vừa. Chân nỉ bông rất là dày nhá. Đây nhá, 90.000 thôi ạ. Chân váy mình mặc có giá là 120.000 nhá. Ai lấy chân váy thì comment cho em chân váy ạ. Ô thì lại bán ạ. Order thêm. Chân váy mình đang mặc có giá là 120.000 hàng new nhá. Ai chốt cái chân váy này thì ghi cho em ghi cho em chữ chân váy rồi kèm số điện thoại giùm em ạ. 120.000 cái chân váy này thôi ạ. Rất là đẹp luôn. Đây cái cạp của nó như này nhá. Cạp cao nhá. Có lót quần ở trong nhá, có quần ở trong. 702 cho ai đi nhỉ? 702 cho chị Thảo Băng. Chân váy chị Bùi Mai Trang, chị lấy chân váy à? Ok nhá, Bùi Mai Trang chân váy á. Mọi người thấy là cái áo len màu xanh nhá, ta cho em mặc một nhá. Tí. Cái này còn nguyên mác mà. Áo len mình đang mặc có mã là 140 ạ. Cái là dáng free size nhá, size ML từ 60 cân đổ xuống 47 48 cân mặc vừa. Ai lấy áo này đi trên mã 140 ạ. Trên váy của chị Bùi Mai 140 Trang. 140 nhá, cái này có giá là 70.000 ạ. Ai lấy cái này đi trên mã 140 nhá. 140 có giá là 70.000 ạ. Dáng free size nhá, đừng cần trường thêm chất len này. Áo len nhá, màu xanh nhạt rất là đẹp. 140 của chị Bình Nguyễn có dấu này. Mọi người, đây là cái áo không đồng nhá, áo len không đồng này. Cái này chỉ áp dụng cho những bạn nào mà chia sẻ livestream trên 5 lần nha mọi người nhá. Áp dụng cho những ai mà chia sẻ livestream trên 5 lần. Hả? Cái này giá không đồng nhá. Áp dụng cho những bạn nào chia sẻ livestream trên 5 lần ạ. Cái này có mã là 1280 nhá, áp dụng cho những bạn nào chia sẻ livestream trên 5 lượt nhá. Trên 5 lượt có giá là không đồng. Không đồng này, không đồng áp dụng những bạn nào chia sẻ livestream trên 5 lượt ạ. Ai lấy ghi cho mình mã 1280 nhá, áp dụng cho những bạn nào chia sẻ livestream trên 5 lượt. Bên mình có nhân viên kiểm tra nhá. Bạn nào mà không chia sẻ mà lấy mã mà chúng ý mà không chia sẻ thì mình sẽ bỏ qua nhá. 1280 ạ. 1280 có giá là không đồng, áp dụng cho những bạn nào chia sẻ livestream trên tốt rồi. Bình Nguyễn à? 1280. 1280 của chị Huyền Ánh nhá. 140 chị... thôi này. Bình Nguyễn có dấu. Huyền Ánh. Cái gì? Không có được cái phao rắn cái này rắn ngắn nhá, size từ 55 cân đổ xuống mặc vừa. Cái phao này có len ở đây mọi người ơi, cái này là pha len nhá, pha ống tay len vào sau len. Cái kiểu là khóa chéo nhá. Rất là xinh. Giá 120.000 ạ. Mã 971. Tay cũng pha len này. Tay pha len đây nhá. Ở sau toàn bộ là pha len mọi người ơi. Ai cho cái phao này ghi đây mã 971 kèm số điện thoại ạ. 971 giá 120.000 nhá. Ai chốt phao này thì ghi đây mã 971 kèm số điện thoại ạ. 971 120.000 ạ. Đây chấm 3. 971 120.000 mọi người ơi, ai chốt cái này thì ghi cho em 971 ạ. Chia sẻ trên nhóm được nhá, Thị Hiếu nhá. 120.000 nhá, ai chốt cái này thì ghi cho em 971. Ok Huyền Ánh nhá. Chất rất là đẹp nhá. Đây mọi người nhìn cái kiểu len của nó là như này đây nhá. Rất là xinh này. Ai chốt cái này ghi cho em 971 giá là 120.000 thôi ạ. Từ 55 cân đổ xuống mặc vừa, có phao dáng dài nhá. Chốt cho chị Mai Hoài 971. Mua mũ tập túi rồi. Mua mũ tập rồi. Mọi người, đây là
cái váy nỉ nhá, váy nỉ xám có in hình này. Cái này là size ML nhá. Váy nỉ xám mình nó mặc có mũ rồi nhá, đằng sau có mũ này. Size ML nhá, từ 55 à từ 45 cân đổ lên 57 58 cân là vừa nhá. Mình cao 1m80 mặc đến chấm đầu gối này. Các mọi người tự ước lượng chiều cao của mình nhá. Áo mình à váy mình nó mặc có mã là B28. B28 có giá là 130.000 ạ, chất nỉ dày dặn nhá. Đây này, rất là mới, mới 99% luôn. Đây nhá, cái này có tay kẻ này, rất là đẹp. Ai lấy thì ghi cho em mã B28 ạ, có giá là 130.000 nhá, tiền là của đấy. Ủa? Mọi người đừng tiếc tiền ạ. B28 nhá. B28 của chị bóng bay ạ. 971. Đây là cái len màu xanh này nhá mọi người ơi, cái len này giá 70.000 thôi ạ, form đó. Rộng nhá, tay bom nhá. 70.000 cái áo len này nhá. Dáng trơn cổ tròn rất là dễ mặc. Mã 029 ạ. Từ 60 cân đổ xuống mặc vừa nhá. Ai chốt len này thì ghi tên mã 029 kèm số điện thoại ạ. Nguyễn Kim Oanh. 029 ạ. Vào trang cá nhân chị ấn theo dõi trang cá nhân đấy. Xong rồi chị. Bao nhiêu? 029 của chị Thảo Băng. Xong rồi chị vào vào 70. Không được các chị đều vào comment lại cho mình để xem. Mọi người ơi, đây là cái áo nỉ này. Cái này là nỉ lót nữa. Lót ở bên trong nhá. Cái này là lót nỉ bên trong này. Lót cả nỉ bên trong luôn. Cái này là màu xanh ngọc nhá mọi người nhá, có mũ. Size M ạ. Size M nhá. Râu bởi ai. Râu quá. Ai lấy cái áo này thì ghi cho em mã 620 ạ. Tao mặc cái phần ôm body. 620 có giá là 50.000 ạ, 50.000 thôi nhá. Ai lấy cái này ghi trên mã 620 của size M ạ. Từ 52 53 cân đổ xuống mặc vừa, ai lấy ghi trên mã 620 ạ. 50.000 thôi nhá, có mũ sau ạ, kéo khóa nhá. Ai lấy cái này thì mặc cái chân váy đi. Không có nhá bạn nhá. Không có màu đen. Mỗi chỉ có một chiếc thôi, 620 có giá là 50.000. 620 của chị Bình Nguyễn có dấu. Mọi người thấy cái áo nỉ này tiếp ạ. Nỉ này thì tầm size từ 50-52 cân đổ xuống mặc vừa thôi nhá. Nỉ bông dày dặn nhá mọi người, chất nỉ bông này. Có cái là thêu nhá. Cái hoa hồng này là thêu. Giá là 80.000 mã C43. Ai chốt nỉ này thì ghi cho em mã C43 kèm số điện thoại nhá. C43 giá 80 ạ. Ai chốt nỉ này thì ghi cho em mã C43 kèm số điện thoại dùm em ạ. C43 có giá 80.000 ạ. Rồi chờ một chút em live phao bây giờ đây mọi người ạ. C43 nhá. B28. C43 của chị 10 Nguyên có đơn chưa nhỉ? Chị 10 Nguyên lên số điện thoại giùm em đi ạ. 10 Nguyên, chị 10 Nguyên C43 lên số điện thoại giùm em đi chị ơi. Có thấy chị Lê Diệu Lan nhá. Mọi người ơi, cái áo alpaca này rất là ấm ạ. Đây, chất đây nhá. Cái này có giá là 110.000. Size từ 55 cân đổ xuống mặc vừa. Đây nhá. Từ 55 cân đổ xuống mặc vừa. Chất rất là dày đấy ạ. Chị Mười Nguyên ơi, chốt C43 lên số điện thoại giùm em đi ạ. Mã C99 ạ. Ai chốt cái paca này ghi cho em mã C99 kèm số điện thoại nhá. Hay là nó bị chặn comment rồi. C99 có giá 110.000 nha. Chất rất là dày dặn nhá, mũ lông ở này. Cái này hàng xi nhá chị ơi. C99 ạ. Ai chốt cái paca này thì ghi cho em mã C99 kèm số điện thoại nha. Rất là ấm ạ. Có pha len ở tay này, tránh gió này, xe chỉ đến chỗ chị Lê Ngọc Tú. Không được tin. Được. Kéo len vào. Lúc ở đây chân bạn có mình nhiều và nó bị đánh spam. Mọi người đây là cái chân váy rồi nhá. Các bạn thử vào, bạn comment, bạn đừng comment giống nhau nhé. Đừng comment trên ba lần giống nhau. Trên 3 lần giống nhau nó bị đánh từ 3 mà không nhìn. Mọi người mà comment trên 3 lần giống nhau là sẽ bị ẩn đấy. Có chị đang bị ẩn đang gọi nhéo nhéo lên đây. Vì không mua được hàng.
qua đi. Em không biết khoảng gì. Ai chốt chưa? Ship Thái Nguyên từ 30 đến 40 nghìn nhé bạn nhá. Mọi người ơi, đây là cái chân váy này, cái chân váy bò mình đang mặc nhá, chân váy bò. C99. Có tua ở bên dưới nhá mọi người nhá. Màu xanh này rất là trẻ này. Ai lấy chân váy này thì ghi cho em X25 nhá. Cái này là size M từ 47 cân đổ lên mặc vừa. 47 cân đổ lên 55 cân mặc vừa nhá. Rồi ok ok. Ai lấy chân váy này ghi cho em X25 ạ, rất là đẹp nhá. Có giá là 80.000, 80.000 cái chân váy này nhé mọi người nhá. Mới 99% luôn này, đứng gần cho mọi người xem nhá. X25. Ai lấy cái chân váy này thì ghi cho em mã X25 ạ. X25 của chị Nguyễn Thị Luyến. Tiếp theo là cái áo nỉ luôn nhá mọi người nhá. Cái này có giá là 50.000 ạ. Áo nỉ có in chữ nhá, giá 50.000. Cái này là size M từ 55 cân đổi mặc vừa. Ai lấy ghi cho em mã A84 ạ. Ly gì Nguyễn gì đấy? Cho chị Nguyễn Thị Luyến. Ai lấy cái áo nỉ mình đang mặc đi cho mình mã 84 nhá, có giá là 50.000. Nỉ từ 55 cân đổ xuống mặc vừa nhá, 55 cân đổ xuống vừa. A84 rồi qua đi. A84 chị Bảo Thoa. Ngồi cho cái phao hồng vỏ đỗ này rất là xinh, rất là mới ạ. Cái này màu rất là độc lạ. Cả kiện mới được một cái như này, mấy kiện mới được một cái như đẹp như này mọi người ơi. Cái này dành cho chị nào mà mập mập nhá, người đậm đậm một chút ạ. Dáng dài rất là sang nhá. Năm nay là mốt pha dáng dài mọi người ơi. Này cái lông này, cái lông cũng màu hồng luôn mới đẹp chứ. Đây cái nhìn cái màu mọi người chất đây nhá. Cái lông này có thể tháo ra. Cái này có giá là 190.000 ạ. Cái này tính ra phải hơi trên 250.000 nhá. Em giảm còn 190.000 thôi. Chất y như mới 100%. Cái này mọi người vào shop tầm phải 400.000 trở lên. Mình đọc mã nha, chị nào từ 5-65 hoặc 60 cân đổ xuống mặc vừa này. 190.000 thôi ạ, mã C90. Ai chốt cái này thì ghi cho em mã C90 nhá. Sẽ mặc thì hơi rộng nha mấy chị nhá. Em cao 1m55 mặc quá gối một chút ạ. C90. Ai chốt cái hồng vỏ đỗ này thì ghi cho em mã C90 nhá. Cái lông này thì rất là xịn luôn này. C90 cho chị Thùy Nguyễn. Chị Thùy Nguyễn ok nhá. Cái này đẹp lắm chị Thùy ạ. Ừ chị biết rồi. Mọi người thấy là cái áo nỉ đen này nhá. Áo nỉ màu đen có bo chun ạ, size M nhá. Cái này là từ 52-53 cân đổ mặc vừa. Ai lấy cái chê mã C35 ạ. Có giá là 60.000 nhá. 60.000 mã C35. Ai lấy cái chê mã C35 ạ. 60.000 đổ 60.000 nhá. Từ 52-53 cân đổ mặc vừa. Ai lấy thì ghi cho em mã C35 ạ. Bao chun nha mọi người nhá. Size M ạ. Size M. Ai lấy thì ghi cho em mã C35 ạ. Chị thì nghĩ sướng này. Sướng quá đi chứ nhỉ. Áo đẹp nhất luôn đấy chị ạ. Size 35 của chị Mai Hoài nhá. Nếu như ngày bình thường thì sẽ bán trên 200-250. Không nên vui nay... À mọi người ơi, tiếp theo là cái này nhá. Cái này len cánh rơi này, cổ tim màu sọc đây. Cái này là cái màu nó như này chứ không phải là màu nó bạc đâu mọi người ơi. Cái màu nó chất nó như này đây nhá. Cái gì đấy? C35 của Mai Hoài đúng rồi. Đây nhá. Kéo len này nhá, giá là 80.000 ạ. Bo chun ở dưới nhá. Mặc rất là sang, mã 705. Mặc còn bao nhiêu người xem hả? Còn bao nhiêu người đang trông chờ? 705 ạ. Dình mãi mới được. Nói chung thì cái nào cũng đẹp hết. Mà nhưng mà cái đấy là nổi bật nhất. 705 nhá. Cái đấy là siêu phẩm. 705 của chị và của bạn Vân Em này. Cái này 80. Cái thì mặc 80. Không mặc nốt cái này đi. Cái gì đấy? Chật quá. Không biết nổi. Mọi người đây là cái áo len này nhá, áo len cái này tươi mới này, 19% luôn mọi người nhá. Màu xanh than cổ viền nhá, viền tay viền cổ này, kẻ. Có giá là 80.000 ạ. Mình là sao lại cho mọi người thấy hết được độ đẹp của nó nhờ. Rất là đẹp luôn, tươi mới ạ. Ai lấy cái này thì ghi cho em mã C38 nhá, có giá là 80.000 ạ. Cái này là size ML nhá, từ 55 cân đổ xuống 45 cân mặc vừa ạ. Những chị nào mà mặc sẽ tầm
45 cân thì mặc vừa, từ 42 40 cân đến 42 cân thì mặc hơi rộng một chút. Ai lấy cái này đi cho em mã C38. Có giá là 80.000 nha, C38 80.000 ạ. C38 của chị Bình Nguyễn có dấu nhá. Tôi gói được cái len dáng váy này nhá. Len váy này rất là xinh ạ. Chất 99 phần chất mới 99% luôn. Cái áo len này độc lạ, không ai không có chỗ nào có. Vì hàng xi thì rất là độc. Đây nhá, chất mọi người nhìn chất nhá. Cái này có giá là 120.000 váy nhá, X9 ạ. Ai chốt váy này thì ghi cho em X9 kèm số điện thoại nhá. Váy dáng suông nhá. Ai chốt váy này thì ghi cho em X9 ạ. Hơi chói đúng không mọi người? Mọi người nhìn đây nhá, mình cù dưới mọi người nhìn cái chất này. Cổ 3 phân. Mới 99% ạ, mọi người nhận hàng về không thể che được. Ai chốt cái này thì ghi cho em X9 ạ. 120.000 của chị Nguyễn Thị Luyến ạ. Đến mới rồi. Mọi người là cái áo phi sừng, dạng phi sừng màu đỏ ấy nhá. Cái này rất là đẹp này, ở ngoài đẹp lắm. Nó không bị chóe như ở trên cam, trên like đâu ạ. À cái này chị, à cái này thì chị nào người hơi đậm đậm thì hãng mua, thì mua này. Cái này là màu đỏ, ở ngoài nó không bị chóe như ở trên đấy đâu nhá. Chẳng qua là cái đèn nó dọi vào là nhìn nó hơi chói này. Ngoài màu đỏ đẹp từ lắm. Từ 60 cân đổ xuống. Ai lấy cái áo này thì ghi cho em mã C81 nhá. C81 có giá là 230.000 ạ. Có khóa bên trong không nhá mọi người nhá, có cả khóa bên trong nữa. Dày đẹp ấm, rất là dày. Phía sau có mũ ạ. Phía sau có mũ nhá. 230.000 thôi. Ai lấy thì ghi cho em mã C81. Size ML ạ, size L nhá, từ 50 cân đổ lên 65 cân mặc vừa. Ai lấy cái này ghi cho em mã C81 ạ. Ôi cái này rất phải 450 mọi người ạ. Ít nhất là 450. Có màu nhá. Xanh không á? Có màu xanh rêu nhá. Nhưng mà nó là dạ lông đấy. Y hệt luôn nhưng mà cái này không có mũ. Đây nha, có một xanh rêu này cũng từ size ML nhá, như áo mình đang mặc. Ai lấy xanh ghi xanh, ai lấy đỏ ghi đỏ. Luyến lấy gì? C38 là cái gì đấy? Lâu rồi. Thế á? 38 của Bình Nguyễn rồi. Cái lấy mã bao nhiêu đấy? Cái đỏ mã bao nhiêu đấy? C81 bảo chị kia đừng có chấm nữa, không lại bị spam. À, chị Vân Anh ơi đừng có chấm nhá, không lại bị ẩn đấy ạ. Ai lấy cái đỏ này ghi em mã C81 nha. Ai chị nào mà người cao cao hơi mà mập một chút đi thì lấy cái này mặc rất là tây này. Tôi tưởng về sớm. Mọi người không thấy đẹp. À, tiếp là cái áo len cổ tim nhá. Chất đây ạ. Chất đây nhá. À, cái này từ 55 cân đổ xuống mặc vừa. Giá 80.000. Bao nhiêu đấy? Mã C59 ạ. Ai chốt cái này thì ghi cho em mã C59 ạ. Cái này không to đâu mọi người. Không phải to quá. Holy shit. C59 của chị. C59 của chị Bình Nguyễn nhá. Bình Nguyễn có dấu. Bình Nguyễn. Bao nhiêu? C59 có giá là 80. Mọi người thấy là cái áo len thừng màu trắng mình đang mặc nhá. Màu trắng sữa. Cái này có giá là bao nhiêu? 70.000 nhá mọi người nhá. Cái này là siêu dày luôn này. Len thừng siêu dày nhá. Ai lấy áo này thì ghi cho em mã 54 ạ. Cái này là cái này là size ML nhá, từ 57-58 cân đổ xuống 45 cân mặc vừa. Anh lấy cái áo này thì ghi cho em mã 54 ạ. Rồi mà chửi tao. Mẹ cái thằng. Giá bao nhiêu? 54 có giá là 70.000 của chị Lê Thị Tâm ạ. Rồi cái áo phao màu hồng này nhá. Cái này pha len ở tay này. Từ cái này chị nào từ 60 cân đổ xuống cũng mặc vừa nhá mọi người ơi, màu rất là xinh nhá, màu rất là trẻ trung sáng da nhá, có cái in hiệu, cái này thề theo ạ. Giá là 90.000 thôi ạ, mà X3. Mình đã đấu đấy. Mã là 9X3 ạ. X3 có giá 90.000 nhá. Rẻ không mọi người? Rất là rẻ luôn. À, có thấy chị An Vi nhá. Ai chốt cái phao này thì ghi cho em X3 nhá. Rất là hiếu. X3 có giá 90.000 thôi mọi người ơi. Nước ớt mi. Dược đấy. Cái này không nóng.
Nói anh ra mới buồn cười cơ. Như hai người giống như là một tướng quân. Mày có biết tướng tướng quân không? X3 của chị Hạnh Nguyễn nhá. Hạnh Nguyễn X3. Bà Hạnh Nguyễn không có ai luôn. Thì lão mà chơi nổi lắm. 45 rồi. Thôi. Tôi xin máy cái gì ơi. Để kéo đấy lại. Không nào. À, thế là cái len này nhá. Gấp vào đây. Ai gấp? Không gấp. Thế cái len này nhá. Cái len này cổ Đức nhá. À, cái len này chất mỏng bình thường ạ, chất bình thường, không dày đâu. À, giá là 70.000 thôi ạ. Mã 38 ạ. Từ 52 cân đổ xuống mặc vừa. Ai chốt lên này thì ghi cho em mã 38 kèm số điện thoại nhá. A38 ạ. Có giá 70.000 nhá. Màu rất là sáng da. Ai chốt cái này ghi cho em mã A38. A38 của chị này. Vân Anh có em có thấy chị Anavi nhá. Vân Anh chốt A38. Mọi người đây là cái áo len này nhá, áo len màu xám lông chuột cổ tim ạ, có giá là 60.000 nhá, cái đây là size ML. Không được, nếu bạn còn dư sức. Áo mình đang mặc có mã là C77 ạ, đây là cái này đi trên mã C77 nhá. C77 có giá là 60.000 đúng không nhỉ? 60.000 ạ. Cái đây là size ML từ 60 cân. À, 57-58 cân nhá. 57-58 cân đổ xuống 45 cân mặc vừa. Ai lấy ghi cho em mã C77 ạ. C77 của chị Linh Thùy nha. Thôi ơi, thế là cái áo dạ dáng vét này nhá. Cái dạ dáng vét này thì tầm 50-55 cân đổ xuống mặc vừa. Rất là sang. Mới 99% ạ. Giá chỉ 80.000 thôi, mã T33. Ai chốt dạ này thì ghi cho em mã T33 kèm số rồi. Em quên bỏ cái ghim này. T33 có giá 80.000 nhá. Ai chốt cái dạ viết thì ghi cho em mã T33 ở sau có đai luôn này, sau có đai luôn nhá. T33 có giá 80.000 ạ, Minh ghi hộ em ấy. Minh ghi hộ em là sang lại số điện thoại chị đây. T33 nhá mọi người ơi, ai chốt cái dạ viết thì ghi cho em mã T33 nhá. Giá 80.000 thôi, từ 55 cân đổ xuống mặc vừa thôi ạ. Chất dạ rất là mới, 99%. T3 em chốt chị Phương An ạ. Không động nhá. Mọi người đặt lại một chiếc áo không đồng nữa nha. Áo không đồng mình mặc cái này là size M nhá, SM, từ 50 cân đổ xuống mặc vừa. Áo không đồng mình mặc áp dụng cho những bạn nào mà chia sẻ livestream trên 5 lượt nhá. Chia sẻ livestream trên 5 lượt ạ. Có giá là không đồng nhá. Chỉ áp dụng cho những bạn nào chia sẻ livestream trên 5 lượt ạ. Đây nhá, có bèo đây rất là đẹp này. Mới, màu đen, từ 50 cân đổ xuống mặc vừa. Giá không đồng ạ, ai lấy ghi trên mã A8. Áp dụng cho những bạn nào chia sẻ livestream trên 5 lượt nha mọi người nhá. À, chị Phương An ơi, chị cho em xin chị cho em thiếu số rồi ạ. Chị cho em xin lại số điện thoại nhá, chị Phương An nhá. Chị Phương An lên lại số điện thoại giùm em đi ạ. Áo mình đã mặc áp dụng cho những bạn nào chia sẻ livestream trên 5 lượt nhá. Giá không đồng ạ. Ai lấy ghi cho mình mã A8. A8 nhá. A8 của chị Vũ Tình. Vũ Tình. Mọi người rất một cái phao màu tím rất là xinh. Cái này dành cho chị nào người hơi mập mập nhá, size M. Size S mặc cũng được thôi nhưng mà nó hơi đây cũng mặc ok luôn. Mình mặc size S mà cũng mặc vừa. Cái này có đai mà là có đai rồi. Có đai nên mọi người kéo dài để mặc hết, mặc rất là sang nhá. Màu tím này rất là xinh ạ. Giá 120.000 nhá mấy chị ơi, cái phao này nhá. Rất là sang luôn. Mình đọc mã nha, mã 19 á. Từ 60 cân đổ xuống mặc vừa nhá, 43 cân cho đến 60 cân đổ xuống mặc vừa. Mã 19 nhá, ai chốt cái phao này. Ai chốt cái phao này ghi cho em mã 19 nhá. 19 giá 130.000 ạ. À quên. Giá bao nhiêu nhỉ? 120.000, mã 19 nhá. Rất là rẻ luôn ạ. Mặc quá xa, mọi người nhìn chất nhá. Chất phao nó như này đấy ạ. Rất là mới, ngoài mới 99%. Ai chốt cái phao này ghi cho em mã 19 nhá. Có thể có thể ạ. Từ 60 cân cho đến 43 cân đổ lại nhá. Mã 19 ạ. Rất là mới, rất là đẹp, rất là sang. Ép vào. Ấn vào. Ai chốt cái này ghi cho em mã 19 nhá. 19 của chị Biện
Đỗ Thúy Lan để giúp em số điện thoại ạ. Chị Biện Đỗ Thúy Lan để giúp em số điện thoại nhé chị nhá. Biện Đỗ Thúy Lan chất 19 để giúp em số điện thoại ạ. Mọi người, đây là cái áo len, áo nỉ nhá, áo nỉ bể cổ này. Áo nỉ cổ bể, mình đang mặc cái này là size M nhá, từ 55 cân đối mặc vừa. Bảo chị Biện Đỗ Thúy Lan để giúp. Chị Biện Đỗ Thúy Lan để lại cho em xin số điện thoại nhá. Chị Thúy Lan lấy mã 19 cho em xin số điện thoại. Thế bạn Vi Vân ạ. Áo mình đang mặc có mã là 525 nhá, 525 có giá là 50.000. Áo nỉ nhá, cổ bể này, cổ bé bác phân nhá. Ai lấy cái này ghi cho em mã 525 ạ. Rồi qua đi, chốt nhanh đi mà. 525 của chị Vân Anh nhá, mọi người rất cái dạ vét này nhá. Cái này dạ kẻ này. Chất giả rất là mới, 99% luôn. Đây nhá, mọi người nhìn cái chất này. Cái này giá 80.000 thôi ạ. Từ 57 cân đổ lại mặc vừa nhá. Mã C95. Ai chốt cái dạ phép này thì ghi cho em mã C95 kèm số điện thoại nhá. C95 có giá 70.000 ạ. Ai chốt dạ này thì ghi em mã C95 nhá. Màu kẻ vàng nhá, kẻ đen vàng ạ. C95 giá 70.000 ạ. Ai lấy thì ghi cho em mã C95 kèm số điện thoại ạ. C95 nhé mọi người ơi, ai chốt thì ghi cho em mã C95 nhá. C95 cho chị Phương An này. Mọi người thấy là cái áo giữ nhiệt màu trắng này nhá, có giá là 30.000 ạ. Ai lấy áo giữ nhiệt mình đang mặc thì ghi cho mình mã 625 nhá. 625 có giá là 30.000 áo giữ nhiệt màu trắng ạ. Cổ bẻ nhá mọi người nhá, cổ bẻ này. Giữ nhiệt màu trắng nhá, mới tinh mơ luôn. Ai lấy cái này ghi cho em mã 625 nhá. Áo giữ nhiệt màu trắng 625 ạ, có giá là 30.000 nhá. Ai lấy thì ghi cho em mã 625. Cái là co ra đây là từ 60 cân đổ ngược vừa sau nhá. Ai lấy cái này ghi cho em mã 625 ạ. 625 của chị Nguyễn Thuận để lại cho em. À thôi, 625 bao nhiêu người đây? 625 của chị Ngọc Xeo. Mình gói ra cái váy ren này nhá. Váy ren dòng xuân chưa, mình mặc cái váy bên trong nó phồng ấy cho nên nó hơi cộm ra. Cái này giá 100.000 nhá. Màu xanh ngọc ạ, mới 99% mọi người ơi. Mọi người nhìn chất này, chất rất là mới nhá. Cái này giá 100.000 ạ. Từ 55 cân đổ xuống mặc vừa. Mặc 028 chị thì bảo là 028 ạ. Ai chốt cái váy ren này thì ghi em mặc 028 nhá. Bên đây khắp bọn mình quê ạ. 028 mọi người ơi, 028 có giá là 100.000 váy ren mình đang mặc nha. 028 cho chị Ngọc Xeo luôn nhá. Mọi người thấy là cái áo khoác hoodie màu xám này nhá, có mũ sau này. Cái là size M nhá, từ 55 cân đổ xuống 45 cân, 40 cân mặc vừa, 40 cân mặc vừa nhá. Có giá là 50.000 ạ, đằng sau có mũ nhá. Ai lấy cái này thì ghi cho em mã C39. C39 nhá, ai lấy cái này ghi cho em mã C39 ạ, có giá là 50.000. Có nhá. Thỉnh thoảng vẫn chơi nha bạn nhá. Vẫn chơi. Ai lấy áo mình đang mặc thì ghi cho mình mã C39 đó. Có giá là 50.000 nhá, áo nỉ. Mọi người ơi, còn một cái chân váy bò màu xanh này. Cái này là size S ạ. Mình mặc size M nên không vừa nhá. Cái này dành cho những bạn nào mà từ 45 cân đổ xuống mặc vừa đấy ạ. Rất là mới nhá, rất là mới. Chân váy bò rất là mới nhá. 80. Có giá là 80.000 ạ. Ai lấy cái này thì ghi cho em mã C98 nhá. C98 có giá là 80.000 ạ. Chân váy bò rất là mới nhá. Đáng ôm đấy ạ. C39 chốt chưa? C39 chốt đi mày. C39 chốt Hồ Thị Sang nhá. Ai lấy cái chân váy bò này thì ghi cho em mã C98 nhá. C98 có giá là 80.000, size S ạ. Mọi người nhìn cái chất nhá, chất này rất là mới này. Mùa đông mùa hè thì mặc vừa nhá mọi người. Mùa hè thì kết hợp với cùng với áo sơ mi thì rất là sang, rất là đẹp. C98 nhá. Từ 46 cân đổ xuống 40 cân mặc vừa đấy ạ. Ai lấy cái này thì C98 của chị Dung Ngố. Dung Ngố cho C98. À thôi để Vân Anh đi, Vân Anh có đơn nhá. Dung Ngố không có số điện thoại. Mọi người ơi, cái áo dạ khuy sừng này dáng ngắn nhá. Bạn nào người đẹp bé hay nhỏ thì bơi vào đây. Từ 1m55 trở xuống nhá. Chất dạ đây, mình nhìn chất này. Tay lông, mũ lông nhá, cái lông này có thể tháo ra này. Cái lông này có thể tháo ra nhá.
Đây, cái này có thể tháo ra được ạ. Giá 200.000 nhá, 200.000 cái áo này, áo dạ này ạ. Mã C44. Ai lấy thì ghi cho em mã C44 kèm số điện thoại nhá. Đây nhá mọi người ơi. C44 ạ. Giá 200.000 nhá. Ở các shop khác không có giá này đâu. C39. Ai chốt cái này thì ghi cho em mã C44 ạ. C44 nhá. Từ sao ông của chị Bảo Hoa. Sao từng bảo bỏ qua. Bảo Hoa. Người thế là cái áo á, hoodie nhá, áo hoodie màu trắng sữa. Màu trắng sữa này. Cái này có giá 50.000 nhá, có cúc ở đây rất là đẹp ạ, đằng sau có mũ nhá. Cái này là size ML từ 57 58 cân đổi xuống 45 cân mặc vừa nhá. Đây ạ. Đứng gần cho mọi người xem cái cổ nhá, rất là đẹp. À lấy cái này thì ghi cho em mã A66 ạ. A66 có giá là 50.000 nhá. Ai lấy cái này ghi cho em mã A66. Size ML nhá. Từ 55 cân đổi xuống mặc vừa. C à A66 ạ. Này Bảo Thoa. A66 của chút tìm mã. A66 của chị mẹ của chị Thảo NT nhá, Thảo NT A66. Mọi người rất cái áo dạ này ạ. Áo dạ đỏ dáng ngắn này tiếp nhá. Cái này thì dáng ngắn hơn cái lúc nãy này. 1m55 trở xuống mặc được ạ. 1m55 trở xuống mặc được nhá. Dạ này có giá là 190.000 ạ, mã A16. Mọi người ơi, cái da ở chỗ cái này nó hơi bị bong ra ấy, mọi người cạo da hết là cũng có thành màu đen, cũng rất là vẫn là mặc được. Đây nhá, mọi người cạo da đi, cạo da hết là nó thành màu đen. Thế C44 nhường cho chị à? Để cho chị à? Mèo Mignon C44 nhá. Chị Bảo Thoa, chị chắc chắn đặt hàng thì chị hăng comment nhá. Rất là mất công á. Quên mã là A16 nhá. A16 có giá 190.000 ạ. Ai chốt cái này thì ghi cho em A16 nhá. 190.000 thôi. Đây nha. Ai chốt cái này thì ghi cho em A16 kèm số điện thoại ạ. A16 giá 190.000 ạ. Mọi người, đây là cái áo hoodie nhá, áo hoodie nỉ rất là dày đấy ạ. Cái này là dáng free size nhá, từ 60 cân đổ xuống 45 cân mặc vừa. Ai lấy áo này thì ghi cho em mã 150 nhá, có giá là bao nhiêu? 80. Có giá là 80.000 nhá, rất là dày nỉ hoodie đấy ạ. Có hình bao sao ở đây nhá. Đằng sau có in hình luôn ạ. Đây nhá, rất là cá tính. Ai lấy cái này thì ghi cho em mã 150 ạ. Ngọc Seo. 150 có giá là 80.000 nhá. Ngọc Seo chắc 150, ok nhá. Mọi người ơi, cái len thổ cẩm này dáng ngắn ạ. Cái này giá 70.000 nhá. Màu đỏ như này đấy mọi người ơi, chất đây ạ. 70.000, mã là 610. Ai lấy ghi cho em mã 610 ạ. 610 giá 70.000 nhá. Ai ấm. Cái nào Ngọc Seo? Cái đấy. Ai chốt cái này thì ghi em mã 610 kèm số điện thoại ạ. Sáu một không. Chưa. Vẫn đang dư âm cả 150. 610 của chị Khánh Linh Lê Thị ạ. Mọi người, đây là cái áo baka này nhá. Áo baka này có giá là bao nhiêu? 120.000 ạ, rất là rẻ nhá. Cái này là cái màu xanh mới luôn này. Mũ cổ lông nhá. Mũ cổ lông, cái này là size M từ 57-58 cân đổi xuống mặc vừa. Mình cao 1m60 thì mặc đến gần đầu gối nhá. Mọi người ước lượng cân nặng hộ mình ạ. Cái này có mã là A10 nhá mọi người nhá. Mã A10, ai lấy cái trên mã A10 ạ. Giá 120.000 nhá. Mã A10 nhá, ai lấy cái này cái trên mã A10 ở sau nhá. Ở sau đây ạ. Ai lấy cái này cái trên mã A10 nhá. Giá 120.000 A10. Có giá là 120.000. Size ML. Mọi người thấy cái len này nhá, len màu cam cổ Đức ạ. 150 có người khác lấy rồi. 150 không phải là của em đâu, bạn ấy ạ, à, bạn Lê Quyên ạ. A10 của chị Thùy Mít nhá. Thế là cái áo len này ạ, cái này có giá 90.000, mã A68 nhá. Từ 52 cân đổ xuống mặc vừa, chất rất là đanh mịn nhá. A68 cái này có giá 90.000 thôi ạ.
Ai chốt lên này ghi cho em A68 có bao chun nhá. A68 ạ. A68 có giá là 90. Ai chốt cái này ghi cho em A68 nhá mọi người ơi. Mọi người áo thun nhá. Áo thun dài tay mình đang mặc size M ạ, size M nhá, có giá là 30.000. Ai lấy áo này thì ghi cho em mã C75 ạ. Mã C75 nhá, có giá là 30.000. A68 của Dung Ngố nhá, Dung Ngố. Ai lấy áo thun này thì ghi cho em mã C75 ạ. Áo thun nhá, cái này là size M từ 50 cân đổ mặc vừa. Ai lấy cái áo này thì ghi cho em mã C75 ạ. C75 nhá. Chân váy hết rồi mọi người ơi. Mọi người lần live stream tiếp theo nhá. Chân váy mọi người lần live stream tiếp theo rồi đặt nhá. Vì cái chân váy này ở ngoài bán tầm phải 150 chứ không có 120, mình bán rất là rẻ. C75 của Thủy Mít luôn. C75 của chị Thủy Mít ạ. À cái áo này đấy nhá. Cái này có cái vết trắng đấy, mọi người chịu gó về giặt nhá. Giặt tí nó ra. Cái này giá 70 ạ. Còn sao có hình không nhỉ? Có sao cũng có hình. Hình rất là đẹp luôn. Giá 70.000 nha. Mã 991 ạ. Ai chốt cái này thì ghi cho em mã 991 nhá. 991 giá 70.000 nhá mọi người ơi. Nỉ lót bông ở trong nhá. Size từ 55 cân đổ xuống mặc vừa. Ai lấy thì ghi cho em mã 991 ạ. Khóa mình tí này. Đây là cái áo bắp cam mình đang mặc nhá. 991 của chị Lê Quyên nhá, Lê Quyên 991. Mọi người thấy là cái áo vắt cam mình đang mặc này, cái này có giá là 120.000 nhá, màu xanh bộ đội. Cái này là size ML ạ, size ML từ 57-58 cân đổ xuống mặc vừa nhá, cái em có túi này rất là đẹp nhá, đằng sau có mũ luôn. Có giá là 120.000, ai lấy thì ghi cho em mã 515 nhá mọi người nhá, 515 kéo đấy, kéo này. A10 của Thủy Mít nhá bạn nhá. 515 áo này ạ, ai lấy thì ghi cho em mã 515 nhá. 515 có giá là 120.000. Size ML từ 55 cân đổ mặc vừa ạ. Thấy bạn Nhung Tuấn nhá. Ai lấy áo này thì ghi cho em mã 515. Có giá là 120.000 ạ. 515 nhá. Size M từ 55 cân đổ mặc vừa. Đằng sau có mũ nha mọi người nhá, đằng sau có mũ này, rất là mới. Nguyễn Thuận. 515 của chị Nguyễn Thuận ạ. Mọi người thấy một cái pasta cổ lông rất là sang. Ở cái này sao lại giống cái lúc nãy thế nhỉ? Chưa một trang nhìn cái nước. Mọi người là cái pasta này nhá. Cái này có đai này, béo gầy đều mặc ok hết nhá, rất là sang ạ. Màu sữa. Cổ lông này mọi người có thể tháo ra. Cái lông này có thể tháo ra nhá, hai lớp, cái là cái chất phao ạ. Giá là 130.000 từ 60 cân đổ xuống mặc vừa nhá. 60 cân đổ xuống mặc vừa cái phao này ạ. Và từ 43 cân đổ trở lên, mã 291 ạ, giá 130.000. Mặc rất là sang mọi người ạ. Ai chốt cái này thì ghi cho em mã 291 nhá. Đây là kiện mới à? 291 giá 130.000 ạ. Cái phao kiện mới, lấy kiện mới đây. Đâu? 291 nhá mọi người ơi, 291 ạ. Chị nào 60 cân cũng mặc vừa tại vì nó có cái đai này nhá. Nên là ai mặc béo gầy được mặc vừa hết. 291 ạ, chất phao đây nhá. Màu sữa. Ai chốt thì ghi cho em 291, giá trị 130.000 thôi, mặc rất là sang. Không sao được. No star way à. Đây cổ lông nhá. Lông này rất là thích đấy mọi người ơi. Cái lông này mọi người ai mà không thích thì có thể tháo ra. Đẹp thế mà. Mấy tập rồi? Bỏ qua. Không cần tập, ngày mai nó rất là mất. Thế là thứ 6 chứ tập à? Thứ 7 chúng ta tập. Đấy tập à? Thứ 7 chúng ta tập. Tối thứ 6 chúng ta tập. Áo, tiếp theo là áo len tâm mình đang mặc nhá. Áo len tâm cổ lọ mình đang mặc cái này là size M ạ. Co giãn nhá, đây là từ 52-53 cân đổ xuống mặc vừa. Có giá là 50.000 ạ. Ai lấy cái này thì ghi cho em A90 nhá. A90 có giá là 50.000. Len tâm cổ lọ nhá. Màu này là màu xanh nhạt này. Ai lấy cái này thì ghi cho em A90 ạ. Mặc lót ở bên trong rất là ấm nhá. Bây giờ chị Nga có đơn nhá. Len tâm A90 từ 52-53 cân đổ xuống mặc vừa. Mọi người ai chưa đủ đơn, mọi người chốt hàng cho đủ đơn đi ạ. Chốt thì A90 của chị Chuột Dung có đơn chưa? Chuột Dung có đơn rồi á? A90 của chị Thùy Mít nhá.
Mọi người ai mà có một sản phẩm mọi người nhớ chốt đủ hai sản phẩm thì bên mình mới ship nhé. Từ hai sản phẩm trở lên thì bên mình mới ship. Đơn hàng dưới 100.000 và từ hai sản phẩm trở lên thì bên mình mới ship ạ. Thế cái len này nhá, len màu xanh này, len trơn màu xanh này cổ tròn, giá là 50.000, 3994 ạ. Ai lấy thì ghi cho em 994 kèm số điện thoại nhá. 994 giá 50.000 ạ. Khô họng đấy. Không có chai uống nhạc mình ạ. 994 nhá, mọi người ai chưa đủ đơn mọi người chốt hàng để đủ đơn đi nhá. 994 ạ. Giá 50.000. Ai chốt thì ghi cho em 994. Phương Anh ạ, chốt cho chị Phương Anh 994 ạ. Mọi người thấy là cái áo alpaca nhá, áo alpaca màu đỏ mình đang mặc, màu đỏ đô ạ, có giá là 130.000 nhá. Ai là cái này thì ghi cho em 295 ạ. Phương Anh nhá. A95 nhá, A95 có giá là 130.000. Ai lấy cái này đơn đối ạ, A95 ạ. Thế thì 994 để lại cho chị. Chị nào mà có lẻ một cái nhỉ? À chị Vân Em, Vân Em có đơn không? Vân Em 994 nhá, mình để ai có đơn rồi nhá. Ai lấy áo dày thì ghi cho em A95, cái này có giá là 130.000 ạ. A95 nhá, A95 cái này là size ML từ 57-58 cân đổ dưới mặc vừa. Ai lấy ghi cho em A95 ạ. A95 nhá mọi người nhá, A95. Mình sẽ chốt cho những bạn nào có đơn nhá, A95. Đi. A95 của ai đấy? Là ai đấy đâu? A95 của chị La La Trương ạ, đúng không? Mọi người thấy cái phác len này nhá. Phác len này giá 50.000 màu nâu tây nhá, mã A54 ạ. Ngu lứ. Ai cho cái này ghi cho em là mấy giờ? Mai ta mua cho chúng mình mấy cái. A54 nhá, ai trước cái khoác len thì ghi em A54 có giá 50.000 nhá. Đây len hoa tổ len hoa này rất là xinh này. A54 mọi người ơi. Ai cho cái này ghi cho em A54. Em Anavi có đơn chưa? Anavi. Chốt A54 cho chị Anavi ạ. 50.000. 30.000. Người áo thun nhá, áo thun của Cao mình mặc có giá là 30.000 ạ. Không. Mà không thấy người mệt mỏi đây à? Áo mình đang mặc nhá, cái này có mã là T42, em lấy cái trên mã T42 ạ. Thật là yêu công việc. Thật là yêu công việc. T42 nhá, có giá là 30.000. T42, ai lấy cái này cái trên mã T42 ạ. Cho, qua đi. Cái này là co giãn nhá, từ 50 cân đổ xuống vừa. À mọi người ơi, tiếp theo là cái áo nỉ này. Đây nhá, nỉ này đây ạ, chất nỉ ở đây. Cái này T42 của chị Thùy Nguyễn nhá. Nỉ. Thế thì cái này là mã bao nhiêu đây? A95 của chị Vũ Thường lên xuống thật giùm em đi ạ. Chốt A95 chị Vũ Thường đi, chị Vũ Thường hôm nọ mua hàng rồi đấy. Chị Vũ Thường có đang xem thì lên lại giùm em số điện thoại nhá chị nhá. Chả biết tùy. Cái này mày, có mày cứ nói đi. T42 chốt cho chị Thùy Nguyễn nó chốt rồi mà. Mã T34 ạ. À. Chốt cái đỏ này ghi cho em mã T34 có giá 70.000 nhá. T34 70.000 nhá mọi người ơi. Ai chốt cái này thì ghi cho em mã T34 nhá. Ai lấy thì ghi cho em mã T34. Phong rộng nhá, từ 59 cân đổ xuống 70. T34 nhá. Thảo băng T34. Mới biết là cái áo khoác cardigan muối tiêu rồi nhá, cái này có giá là 70.000 ạ. Ai lấy áo khoác cardigan mình đang mặc thì ghi cho mình mã 703 nhá, 703 có giá là 70.000 ạ, cái này rất là chuẩn form nhá. Từ 52-53 cân đổi mặc vừa, size M nhá, đằng sau đây ạ. Ai lấy áo khoác len muối tiêu mình đang mặc cho mình mã 703 nhá, cái này siêu mới này, mới 99% luôn nhá. 703 có giá là 70.000 ạ, 703 nhá. Ai lấy áo khoác này thì ghi trên mã 703. Cho cái phao tí muộn thôi. Không sao đâu, từ chỗ chị Vũ Trường này đi. 703 của chị Trang Lina để dùm em số điện thoại ạ. Chị Trang Lina để dùm em số điện thoại nhá chị nhá. Mọi người ra cái nỉ này nhá.
Có in hình, có in hình ở sau đây ạ. Cái này form rộng nhá, in hình ở sau từ 60 cân đổ xuống mặc vừa. À, chị gì nhỉ? 703 chị Trang Lina không để lại số điện thoại thì nhường cho chị Hoàng Bảo Nhi ở sau nhá. Chị Hoàng Bảo Nhi có lấy thì ghi lại cho em số điện thoại nhá chị nhá. Cái này giá 7. Ờ ok ok cho chị 703 chị Trang Lina. Cái này có mã là C20 giá 70 000 ạ. Ai chốt định này thì ghi em mã C20 nhá, 70 000 thôi ạ. C20 nhá mọi người ơi, ai chốt thì ghi cho em mã C20 kèm số điện thoại nhá. C20 giá 70 000 ạ. Mọi người biết là cái áo phao này nhá, áo phao này có hai lớp này, một lớp cái này không số của nó. Rất là ấm ạ. À rất là ấm nhá. Đây là như thế này. Ai lấy áo này thì ghi cho em mã C21 ạ. C21 có giá là bao nhiêu ta? Con đang là C20. C20 cho bạn cho chị Nguyễn Thị Luyến nhá. Áo phao mình mặc có mã là C21 nhá, cái đây là size ML đấy ạ. Cổ ấm lắm. Mặc đi một phát lên thế này. Ai mà bạn nào mà đi đường, đi gió, đi làm ấy thì mới mua cái loại này mà mặc này. Không biết lạnh là gì luôn ấy. Này giá 130. C21 có giá là 130.000 C21 nhá. Rất là ấm. Ai lấy cái này ghi cho em mã C21 ạ. Áo này siêu ấm, bên này đằng sau nhá, có mũ các thứ mà này, đầy đủ. Rất là dày này. Ai lấy cái này ghi cho em mã C21 nha. Ui áo này đi đường ấm lắm. Mọi người ơi, ai cũng là ai cũng nghĩ là mình trước thôi, nhưng mà mình theo máy chủ nhá. Máy chủ nói hiện như nào thì mình đặt như thế thôi nhá. Cái đơn ai chốt cái phao này ghi em mã C21 nhá. Ấm như thế mà không ai chốt mà chỉ 130.000. Nam cũng mặc được, cái này nam cũng mặc được. Cái này nam cũng mặc ok hết. Qua đi. À mọi người thấy cái váy này nhá. Váy in hình chó này. Cái này giá là 80.000 mã 961 ạ, C21 của chị Nguyễn Nghĩa. 961 ạ. 961 nhá. 961 có giá là 90.000, ai chốt thì ghi cho em mã 961 nhá. Rất là xinh nhá, váy ạ. 961 có giá là 90.000, ai chốt thì ghi cho em mã 961. 961 chốt cho chị Bình Nguyễn có dấu ạ. Chị Bình Nguyễn là hơi bị nhiều rồi. Đầy túi mất rồi. 7 túi á? Đầy túi rồi. Để một 7 túi. Mọi người thấy là cái áo này là áo các dạng màu xanh lơ này. Màu rất là đẹp nhá. Dáng dài kiểu dạ Hàn nhá. Cái áo dạ khuy sừng Hàn nhá. 201. Có giá là 201 ạ. Cái áo này siêu mới này, đứng size nó như này nhá. Dạ S. Ai lấy cái này thì ghi cho em mã A4. Cái này là size L ạ, à, từ 50 cân đổ lên 65 cân mặc vừa nhá. Mọi người cái chất dạ đây nhá. Chất đây này, y như mới nhá. Khuy sừng dày dặn luôn này. Có mũ đằng sau thôi nhá mọi người nhá. Ai lấy cái này ghi cho em mã A4. Cái này là mặc kiểu dáng dài rất là Hàn Quốc nhá. A4 của chị Lê Minh Hiếu. A4 để cho Ngọc Xeo đi. Ngọc Xeo A4 nhá. Mọi người ơi, cái len thổ cẩm này ạ. Bắt điện kìa. Đừng đập mạnh quá rồi, mất hẳn rồi. Cháy đấy. Lín. Mọi người ơi, cái len thổ cẩm này nhá. Màu xanh than này. Chất đây ạ. Mới, nó rất là mới luôn nhá. Cái này, cái gì Minh nhở? Cái này có giá 100.000 ạ. Muốn Minh phải từ. Độc lạ nhá mọi người, không ai có này. 100.000 thôi, mã 00. Ai lấy ghi cho em mã 00 ạ. 00 nhá mọi người ơi. Ai lấy cái len này thì ghi cho em mã 00, ở trên cũng có. Đây cái cổ này rất là xinh nhá. Chất y như mới ạ. 19% nhá mọi người, cái cổ này. 00 nhá. Ai chốt cái này thì ghi cho em mã 00 kèm số điện thoại ạ. 00 của chị Dung Ngô có đơn rồi đúng không? 00 chứ chị Dung Ngô nhá. Ai giá bao nhiêu đây? 21. Mọi người ơi. Ngọc xeo đây này. Ngay đây. Ngọc xeo là cái này á? Ừ. Mọi người thấy là cái áo á, dạ khuy sừng tiếp nhá, màu xám có mũ ạ. Cái này là size M nhá, từ 52-53 cân được tới mặc vừa ạ.
Còn túi hộp là đầy đủ nhá, rất là dày này. Siêu mới, mới 99% luôn, có mũ sau. Áo này có giá là 201 ạ. Ai lấy thì ghi cho em A17. A17 có giá là 201 nhá, đằng sau này có mũ này. Ai lấy cái này ghi cho em A17 nhá. A17 có mã là 200, à nhầm, có A17 có giá là 201. Size M nhá, 52, 53 cân ở cái mặc vừa. Ai lấy cái này ghi cho em A17 ạ. Áo dạng ngắn là ok, đợi em một chút nhá. A17, ai lấy ghi cho em A17 nhá. A17 của chị Gati Ngọc ạ. Tôi gói được cái dạ vest màu đen này nhá, dạng ngắn ạ. Cái này dành cho chị nào size S từ 49 cân đổ xuống mặc vừa, 48 cân đổ xuống mặc vừa nhá. Đây, giá là 80.000 thôi ạ, hai lớp ạ. Max A92. Ai chốt dạ này thì ghi cho em A92 kèm số điện thoại nhá. A92 có giá 80.000 ạ. Ai chốt cái dạ vest thì ghi cho em A92 nhá. Giá 80.000 thôi nhá, mọi người nhìn chất dạ đây ạ. A92 giá 80.000 ạ. A92 nhá, A92. A92 cho chị nhím. Nhím ET, nhím ET. Happy tự yêu là luôn gì đấy. Biết. Thấy chưa? À hôm nay 12 giờ đêm mà. Gói được cái áo dạ này tiếp nhá. Cái này thì dáng dài này, dáng quá mông đây nha. Chất thì rất là đẹp, đảm bảo mới 99% cho mọi người về đảm bảo ưng. Cái này giá 100.000 ạ. Size từ 55 cân đổ xuống mặc vừa nhá. Mã C76 ạ. Ai chốt dạ này thì ghi cho em mã C76 kèm số điện thoại nha. Dáng dài quá mông nha. C76 có giá 100.000 nhá. Ai chốt dạ thì ghi cho em mã C76 100.000 thôi ạ. Cái này túi này là đây, mọi người nhìn cái chất đây nhá. C76 mọi người ơi. C76 của chị Mai Hoài ạ. Mọi người, đây là cái áo này nhá. Cái áo dạng cái là size L đấy, L. Chị cái nào người đậm đậm, chị nào người đậm đậm thì mặc vừa. Từ 55 cân đổ lên 65 cân mặc vừa đấy ạ. 70 cân mặc vừa nhá, chị nào bầu mặc ok đấy ạ. Cái này có mã là C53 nhá, rất là mới, rất là dày luôn này. Cái này màu đen ạ, đằng sau có mũ nhá. Quy sừng. Cái này là mã 00 à? Ai lấy cái này ghi cho em mã C53. Không có mã nào. C53 nhá mọi người nhá, có giá là 190.000 ạ. Cái này dành cho những chị nào mà người đậm đậm ý, những bạn nào người đậm đậm nhá. Mặc rất là vừa. Cái này có giá là 190.000 nhá. Ai lấy ghi cho em mã C53. Chị nào bầu bí cũng có thể bằng được nhá. Dáng rộng mà size L. 76 là cái nào nhỉ? 76 là cái nào? Áo mình đang mặc của mã là C53 nhá. C53 có giá là 190.000 ạ. Từ 55 cân đổ lên 70 cân mặc vừa đấy. Sau có mũ nha mọi người. Mọi người ơi, thế là cái dạ vest này nhá. Cái này cũng dài quá mông ạ. Giá 90.000 nhá. Mã 881 ạ, từ 55 cân đổ xuống mặc vừa. Ai lấy cái dạ vest này ghi cho em mã 881 kèm số điện thoại nha, chất này rất là mới luôn. Ai cho cái này thì ghi cho em mã 881 ạ. 90.000 nhá. Bị ET là gì không? 90.000 thôi, đánh đá. 881 có ai chưa không ạ? 90.000 nha, ai cho cái này thì ghi cho em mã 881 kèm số điện thoại ạ. Không, tại vì ngày xưa tôi học môn sinh học. Ôi, hóa học thế. À đâu, hóa học. Hóa học môn sinh học có thể phản ứng như tí. Mặt sinh học như tí. 881 của chị Thuy Lương. Thuy Lương chốt 881 ạ. Mọi người, đây là cái áo dạ màu nâu rồi nhá. Áo dạ màu nâu rất là tây này. Cái này có giá là 200.000 nhá. Có khuy sừng ở bên trên và có cúc ở dưới ạ. Đằng sau có mũ luôn nhá. Cái này ở ngoài màu nâu tây lắm luôn này. Màu nâu nhá mọi người nhá. Có một túi rất là đẹp. Ai lấy cái này thì ghi cho em 560 nhá. Size ML từ cái này là từ 57-58 cân đổ xuống mặc vừa ạ. 57-58 cân đổ xuống mặc vừa nhá. Có giá là 200. Ê, cái này, ta đọc cái này bao nhiêu nhỉ? 200.
200.000 nhá. Ai lấy ghi cho em mã 560. Tối đen. Không sao đâu. Không like váy len nữa à? Không có váy len nha bạn nhá, hết rồi. Ai lấy áo này thì ghi cho em mã 560, có giá là 200.000 ạ. Có áo dạ khuy sừng ngắn nhá, đợi một chút nhá, rất nhiều. 560. Mình gói là cái len lông này nhá. Len lông màu trắng tinh này ạ. Giá là 50.000 thôi, mã 975. Có mất ship nhá chị. Ai cho cái len lông thì ghi đây mã 975 kèm số điện thoại nhá. Từ 50 cân đổ số màu vừa, cái này chất len lông ạ. Chất len lông nhá. 975. Không phải đâu chị Ngô Hạnh ơi, cái này là mà cái cam này là cứ màu trắng hoặc màu đen vào nó bị chói đấy ạ. 975 của chị Vina Heo. Vina Heo. Vina Heo. Vina Hay. Chị này chắc thích pin nào. Váy đấy có người mua rồi bạn ạ. Người tiếp theo là cái áo dạng ngắn này nhá. Ai hỏi dạng ngắn lúc nãy đi ạ. Cái váy của em vừa đây là chốt cho ai nhỉ? Hỏi Nguyệt. Cái áo này nhá mọi người nhá, size SM từ 52-53 cân đổ số mặc vừa. Có mũ nhá, áo dạng khuy sừng. Dạng khuy sừng này. Cái này là dạng ngắn, có mã là 956. Ai lấy ghi cho em mã 956 giá 200.000 nhá. Màu xanh than ạ, đằng sau nhá. Có mũ luôn. Size M. Size M ạ, từ 52-53 cân đến mặc vừa SM nhá. Còn áo len nhá bạn nhá. Ai lấy áo này ghi cho em mã 956. Không cũ đâu bạn ạ, chẳng qua là nhìn qua cao thì nhìn nó chói chói nhá. Không cũ đâu. Áo này mới này, mới 99%. Dạ đỏ không lấy á? Dạ đỏ không lấy à? Ok đợi một chút nha. Ngất 12 giờ. Ai lấy cái áo dạ này thì ghi trên mã 956 ạ. Có giá là 190.000 nhá. Đằng sau của mũ này 1.466.000 ạ. 1.466.000 ạ. À 1.000 1 triệu 1 triệu lê hot play. Mọi người ơi, tiếp theo là cái này. Im nó đi. Với cái áo parka này nhá. Cái này là parka. Đây, cái chất này giống như chất áo gió mọi người ơi. Có chun eo luôn, béo gầy được mặc ok hết, bầu bí mặc ok luôn nha. Cái này có giá 120.000, có một lớp nỉ lót trong nữa ạ. Đây là lớp nỉ lót trong nhá. Cái này có thể tháo ra. Hai lớp. Mã 57 ạ, 120.000 nhá. Ai cho cái này thì ghi cho em mã 57 ạ. Rất là xinh nhá. Đứng nhà lên nó đỡ chói nhá. Đây. Vì phải đứng một bên là nó mới đỡ chói được. Ai cho cái này thì ghi cho em ạ. A57 nhá. A57 có giá 120.000 ạ. Ai cho cái phao này thì ghi cho em A57 ạ. Hoàng Bảo Nhi có đơn chưa? Nào, Hoàng Bảo Nhi có đơn chưa? Hoàng Bảo Nhi chốt A57 lên số điện thoại dùm mình nhá. Hoàng Bảo Nhi chốt A57 lên số điện thoại dùm mình ạ. Lên số điện thoại dùm mình nhá, Hoàng Bảo Nhi nhá. À rồi ok này, A57 chuyển cho chị Lê Minh nhá. Lê Minh có số điện thoại này. Mọi người ơi, dạ khuy sừng màu đỏ dáng ngắn này nhá. Dạ khuy sừng màu đỏ dáng ngắn mình đang mặc cái này ở bên ngoài nó không chói như ở trong cam đâu. Trong cam là cái vì cái bóng đèn nó lóa lên ấy là nó hơi chói nhá mọi người nhá. Cái áo này có mã là A16, ai lấy cái trên mã A16 ạ. Giá 180.000 nhá. Đằng sau đây có mũ ạ. Size M nhá, từ 50 cân 52-53 cân đổ số mặc vừa. Ai lấy cái này ghi trên mã A16 52-53 cân đổ số mặc vừa nhá. Size M SM đấy. Ai lấy cái này thì ghi cho em mã A16. Rồi, dạng bây giờ nó thành một thể loại khác rồi. A16 nhá, có mũ sau ấy có giá là 180.000 thôi. Màu đỏ ở ngoài nó không chói như trong cao đâu nhá, mọi người lưu ý ạ. Đây này, đứng gần như một chân chất nhá. Tại vì nó có bóng đèn nó hơi chói. Ai lấy thì ghi cho em mã A16 ạ. Qua đi. Giá 180.000. Mình gói ra cái dạ vét này nhá. Cái này màu ghi đậm này. Dài. Cái này màu ghi đậm mọi người ơi. Size M nhá, sẽ mặc hơi rộng đấy ạ. Size M từ 45 cho đến 60 cân đổ xuống mặc vừa cái áo dạ này nhá. Giá 80.000 mã 171 ạ. Ai lấy thì ghi cho em mã 171 nhá. 171 giá 80.000 ạ.
Ai chốt cái này ghi em mã 171 nhá. Size M thì mặc vừa nhá, từ 60 cân đổ xuống ạ. Ờ không, cái này phải từ năm mấy thôi, 557, 58 cân thôi. 171 ạ, ai chốt cái này thì ghi cho em mã 171 nhá. Màu ghi đậm ấy nhá, chất mới 99% ạ. 171 của bạn Nguyễn Như Quỳnh ạ. Ủa sợ hết còn lâu. Còn lâu đi. Không nọ không thấy 1% vẫn từ Hà Nội về được à? Mọi người thấy cái dạ dáng ngắn này nhá. Cái này có lông này rất là sang, màu nâu tây nhá. Có lông này mọi người có thể tháo ra. Dáng ngắn nhá, chị nào từ 1m55 trở xuống thì mặc vừa nhá. 1m55 trở xuống ạ. Tại vì em 1m55. Đây, cái này giá 80.000 luôn ạ. Ờ, và từ 55 cân đổ xuống luôn nhá. Mã 00 ạ. Ai chốt thì ghi cho em mã 00 kèm số điện thoại nhá. Chất dạ đây này. Cái này là dạ ạ. Dạ nhá, không phải là vét đâu. Dạ. Mã 00 giá là 100 à đâu? Giá là 80.000 thôi. Ai chốt dạ này thì ghi cho em mã là 00 nhá. 00 ạ. 00 của chị Nga Nguyên không giấu. Người đây là cái áo dạ khuy sừng mình đã mặc nhá. Áo dạ khuy sừng màu xanh than mình đã mặc. Cái này có giá là 190.000 ạ. 190.000 nhá. Size M. Size ML từ cái này là size ML từ 60 cân đổ xuống mặc vừa. Ai lấy cái này thì ghi cho em mã T30 ạ. Ông trời có mắt. T30 nhá, có giá là 190.000. Đằng sau có mũ nhá. Ai lấy ghi cho em mã T30 ạ. Dạ khuy sừng dáng dài đấy ạ. Không có áo dạ điêu nhá. Đây là áo dạ hàng si nhưng mà mới 99% đấy ạ. Cái này thì chả khác gì new đâu bạn ơi. Mình soạn ra rồi, những hàng này mình soạn mà ra rồi. Mà giá rất là quá rẻ. Rồi qua đi. Mọi người thấy cái dạng ngắn này nhá. À cái này là cái vét. Cái vét này ạ, dạng ngắn nhá. Cổ viền này rất là xinh nhá. Mới 99% luôn ạ. 1m55 trở xuống và từ 4 cái này thì từ 50 cân đổ lại thôi. Giá là 80.000 mã B48 ạ. Ai chốt cái này thì ghi cho em mã B48 ạ. B48 có giá 80.000 nhá. Ai lấy thì ghi cho em mã B48 từ 1m55 trở xuống mặc vừa nha mấy chị. B48 ạ, chất này. B48 có giá 80.000 ạ. Ai chốt cái này ghi cho em mã B48 kèm số điện thoại ạ. Áo này giá bao nhiêu? 50. Mọi người đây là cái áo len dáng ngắn mình em mặc nhá, dáng crop top đấy ạ. Cái là size SM nhá. Có giá là 50.000. Ai lấy thì ghi cho em mã 12 nhá. Mã 12 có giá là 50.000 ạ. Size SM nhá. Ai lấy cái này ghi cho em mã 12 ạ, giá 50.000 nhá. Cái này là từ 47 48 cân đổ cho mặc vừa. Ai lấy cái này ghi cho em mã 12 ạ. Mã 12 nhá, giá là 50.000. Đây nhá, len lông. Từ 50 cân đổ mặc vừa đằng sau nhá. Ai lấy ghi cho em mã 12. Có giá là 50.000 nhá. Không thay. À 57 hết rồi. Chốt không cho số điện thoại thì chốt cho người khác rồi nhá. Mọi người ơi, tiếp là cái len cái này giá ngắn ạ, len mỏng thôi nhá, giá 50.000. Mã là C93. Ai chốt thì ghi cho em mã C93 kèm số điện thoại ở 12 của ai đấy? À 12 chốt chưa? 12 của chị Biện Đỗ Thúy Lan ạ. Áo len đen này dành cho người CS thôi nhá. Mã C93 giá 50.000 ạ. Ai lấy ghi cho em mã C93 ạ. C93 của chị Vina Heo nhá. Mọi người đây là cái váy len kẻ màu trắng đen mình đang mặc nhá. Cái này có giá là 60.000 ạ. Size M nhá, size M từ 50 cân ở dưới mặc vừa. Ai lấy cái này thì ghi cho em mã. Chị Hoàng Bảo Nhi ơi, chị vừa nãy là không để lại số điện thoại thì em không chốt được hàng, em chốt cho chị khác nhá. Tại vì ưu tiên này có những ai có số điện thoại mà. Áo mình đang mặc nhá, cái này có mã là A51, ai lấy ghi cho mình A51 ạ. À cái dây à, cái váy nhá. Váy len cổ tim có giá là 60.000 mã A51 ạ. Ai lấy cái này ghi cho mình mã A51 nhá. A51 có giá là 60.000.
qua đi. Có thấy chị Yến, chị bị Yến Anamur của chị Ngọc Ngọc Cu Kie Co Kie nha. Ngồi ra cái kaki màu sữa này tiếp ạ. Cái này giá 110.000 nhá. Size từ 57 cân, 43 cân đến 57 cân đổ xuống mặc vừa ạ. 120.000 thôi, mã là bao nhiêu nhỉ? Mã là 552, ai lấy thì ghi cho em mã 552 nhá. Rất là mới, rất là đẹp nha mọi người ơi. Ai lấy cái kaki này thì ghi cho em mã là 552. 120.000 thôi ạ, hai lớp nhá. 552 nha. Có thấy chị Phạm Thúy Vân ở 52 chốt cho chị Nga Nguyên không dấu có đơn rồi này. Mấy đây là cái áo len cổ cao mình đã mặc nhá. Cái này có mã là 42 ạ. Áo mình đã mặc có giá là 70.000 nhá. Ai lấy áo len cổ cao mình đã mặc thì ghi cho mình mã 42. Cái này là size M nhá. Từ 55 cân đổi mặc vừa. Đây nhá, là ngắn size M ạ. Ai lấy cái này thì ghi cho em mã 42 có giá là 70.000 nhá. Cổ cao 42 của chị Khánh Huyền ạ. Mọi người, đây là cái áo dạ vest rồi nhá. Áo dạ vest mình đang mặc cái này là size ML đấy ạ. Size ML nhá, từ 55, 57, 58 cân đổ xuống mặc vừa. Ai lấy cái này thì ghi cho mình mã A49 nhá. Có giá là 100.000 ạ. 100.000 kéo này nhá, ai lấy ghi cho em mã A49. A49 có giá là 100.000 nha, ai lấy ghi cho em A49 ạ. A49 nhá, áo dạ vest đằng sau này. Ai lấy cái này ghi cho em A49 nhá, giá 100.000 A49 ạ. Mọi người ơi, thế là cái khoác len này nhá. Khoác len này dáng vest này. Cái này giá 70.000 màu nâu tây ạ. Chắc đây nha. Màu nâu tây nhá, giá là 70.000, mã là D44 ạ. Ai lấy thì ghi cho em mã D44 nhá. D44 có giá 70.000 nhá mọi người ơi. Cái này khoác len nhá, chất len ạ. Ai chốt len này thì ghi cho em mã D44 ạ. Giá 70.000 thôi ạ. D44 nhá. Mọi người thấy là cái áo nỉ hồng ấy nhá, mặc đang mặc nhá. Cái này là size M ạ. Từ 53 54 cân đổ xuống vừa. Ai lấy cái này thì ghi cho em mã X1 ạ. Giá 30.000 nhá. Ai lấy cái này ghi cho em X1 giá 30.000 ạ. X1 giá 30.000 nhá. Ai lấy cái này ghi cho em mã X1. X1 của chị nào? Phạm Khánh Huyền có đơn chưa? Nguyễn Thị Quỳnh có đơn chưa? Qua tôi chốt đâu. Chốt X1 cho chị Ngọc Kioe nhá. Ngọc Co Kie. Mọi người thấy cái nỉ đỏ này rất là đẹp luôn nè. Nỉ đỏ này nhá. Đây nhá. Cái này giá 80.000 ạ. Mã C47 ạ. Ai chốt thì ghi cho em mã C47 ạ. À, bây giờ mình sẽ cho những bạn nào có đơn rồi thì các bạn đủ đơn nhá. Tại vì có rất là nhiều bạn lẻ một cái này. Lẻ một cái là bên mình không thể ship được. C47 ạ. C47 nhá. Bảo chị, Phạm Minh Huyền bảo có đơn rồi. Phạm Minh Huyền C47 của Lê Quyên. Mọi người thấy là cái áo len màu xanh rêu mình đang mặc nhá. Size M. Cái là size SM từ 52-53 cân ở dưới mặt vừa. Ai lấy cái này thì ghi cho em mã A46 ạ. Giá 30.000 nhá. 30.000 áo này. Mã A46. Ai lấy thì ghi cho em mã A46 ạ. Giá là 30.000 nhá, đằng sau đây ạ. Từ 52-53 cân ở dưới mặt vừa. Ai lấy thì ghi cho em mã A46. Giá 30.000 nhá mọi người nhá. A46 giá 30.000. Len thừng màu xanh rêu nhá. A46. Qua đây thay đi. À, cỏ bông có đơn chưa nhỉ? Chưa. Cỏ bông chưa. Trời ơi, toàn người không có đơn này.
Rồi không có đâu thì em để cho bạn nào để cho bạn nào đầu tiên nha. A46 của chị à? Thì ở đâu? Của chị Nga Nguyên này. Em có thấy đâu? Không thấy. Mọi người ơi, tiếp theo bị ẩn rồi. Ẩn rồi đấy. Thế là cái áo sơ mi này nhá. Áo này là chất len pha sơ mi ạ. Cái này giá 50.000 nhá. Má là C36. Má rồi. Má C36 ạ. C36 giá 50.000 nhá. Ai lấy ghi cho em mã C36, cái này pha với sơ mi này, kèm sơ mi, kèm đuôi sơ mi nhá. C36 có giá 50.000 ạ. Ai chốt thì ghi cho em mã C36 nhá. C36 Lê Quyên đấy. Mọi người, đây là cái áo len cổ tim mình đang mặc nhá. Len cổ tim mình đang mặc có giá là 50.000, có mã là 630 size M ạ. À, từ 52-53 cân ở dưới mặc vừa nhá. 52-53 cân ở dưới mặc vừa. Ai lấy thì ghi cho em mã 630 ạ. C36 của chị Mina Heo ạ. Ai lấy áo len mình đang mặc ghi cho mình mã 630 nhá. Có giá là 50.000. 630 cổ tim ạ, len cổ tim nhá, mã 630 18. Mọi người ơi, thế là cái len này dáng xòe xòe rất là xinh ấy mọi người ơi. Màu cam ạ. Len thừng. Áo thì mặc C mấy đấy? C36. 630 của bạn Lan Hương nhá, chốt mãi nãy giờ. Bạn Lan Hương 630 nhá, bạn Lan Hương lấy đủ 2 chiếc, 2 size, 2 sản phẩm trở lên thì bên mình mới ship nhá. Tiếp theo là cái áo màu cam này tiếp ạ. Cái này giá 80.000 nhá, len thừng rất là mới ạ. 99% giá 80.000 ạ. Mã C63. Ai lấy thì ghi em mã C63 nhá. Cái này ở trên nó bó này, bên dưới nó xòe ra rất xinh này. Ai cho cái này thì ghi em mã C63. Dù thế nào đi nữa hôm nay cậu sẽ cải tạo. Quá đam mê công việc. Chúng ta phải dành thời gian chắc nói tội. Giá bao nhiêu? 50.000 ạ. Nghĩa là cái áo len dáng crop top mình đang mặc nhá. Cái này có giá là 50.000 ạ, màu trắng. Ai lấy thì ghi cho em B43. B43 có giá là 50.000 nhá. Len crop top màu trắng size M. Lê Thị Tâm có đơn chưa? 52-53 cân ở góc vừa. Quên. Có rồi, hình như có rồi. Có một đơn nữa. Lê Thị Tâm chốt C63 nhá. Ai lấy cái áo len này thì ghi cho em B43. B43 nhá, B43 có giá là 50.000, len thừng màu trắng. Mọi người nhớ cái len màu xám cổ tròn này nhá. Nam nữ đều mặc được vì nó xem mờ. Đây, cái này B43. Cái này cái áo len mình đang mặc có giá là 90.000 nhá. B43 của ai? B43 của chị Nguyễn Nguyễn Điệp. Áo len màu xám mình đang mặc có mã là A42 giá 90.000 ở chất len lông nhá mọi người ơi, chất len lông. Nam nữ đều mặc ok nhá. Mà tao đang định hình xem đang ở đâu. Dưới cuối kia tại vì em thấy đầu đầu. Không, không, không phải đầu đầu đấy em nhầm rồi. A42 ạ. À. Áo này có mã là A42 nhá. Giá 90. A42 nhá mọi người ơi. Mọi người ơi, váy cổ cao nhá. Váy cổ cao có kiểu khóa này. Cái này có giá là 80.000 nhá. Ai lấy cái này thì ghi cho em Quỳnh Anh Moon có đơn đi. Quỳnh Anh Moon có đơn đi chưa? Mai Hoài. Mai Hoài có rồi. Mai Hoài chốt A42 nhá. Áo mình đang mặc có mã C57 nhá. Ai lấy thì ghi cho em mã C57 ạ. Cái này là size ML nhá, từ 55 cân đổ xuống mặc vừa. Ai lấy cái này ghi cho em mã C57 giá 80.000 ạ. Váy len nhá, váy len xám đây. Đứng gần cho mọi người xem chất này. Siêu đẹp luôn. C57 của chị à. Chốt thôi. Ta tìm nhanh như thế. Mọi người ơi, thế là cái len này nha, len này nó hơi mỏng một chút. Nguyễn Huyền, Nguyễn Huyền nha, Nguyễn Huyền có đơn chưa? Nguyễn Huyền đuôi số loại 74. Chưa. Nãy có rồi sao mà Nguyễn Huyền đầu tiên kìa? C57 cơ mà. C57. Nguyễn Huyền xem đúng số điện thoại em. Đầu tiên thì còn đầu. Áo len mình đang mặc nhá. Cái này có viền cổ ngọc này nhưng mà nó hơi mỏng, mình để giá 50.000 nhá. Mã 00 ạ. Những người khác à? Ai chốt thì ghi đây mã 00 nha.
chốt C57 cho chị đầu tiên nhá. Chị đầu tiên là chị Mai Mai. Chị Mai Mai C57 ạ. Áo len màu xanh mình đang mặc có giá là 50.000 mã 00 nhá. Hãy cho cái này ghi lên mã 00 ạ. Không không của chị Lan Hương ạ. Mấy đây là cái áo len mình đang mặc nhá, cái là sáng dài, sáng rộng đấy ạ, size L đấy ạ, mình mặc hơi rộng. Ai là cái này ghi trên mã 93 nhá, cái này có giá là 80.000. Len màu xanh rêu nhá, của cái này của hãng Uniqlo. Đọc lại mã cái số tiền. Cái này có mã là 93 giá 80.000, ai lấy ghi trên mã 93, size L nhá, nên là từ 60 cân đổ xuống 47 48 cân mặc vừa đấy ạ. Ai lấy cái này thì ghi trên mã 93 nhá, đằng sau đấy ạ. 93 có giá là 80.000 nhá, lên cơ mới. Mới 99% luôn ạ, đây nhá. Đây là cái này ghi trên mã 93. Con gói cho cái len thổ cẩm cổ tim này nhá, giá 70.000 ạ. Size từ 58 cân đổ xuống, mã C57 ạ. Chốt chưa ấy? 93 của chị Lê Minh có đơn rồi đúng không? Áo thổ cẩm mình đang mặc có giá là 70.000 mã C57 nhá. Ai chốt thì ghi cho em mã C57 ạ. 93 Lê Minh. C57 của Lan Hương luôn nhá. Đây là cái áo len xẻ vạt màu hồng mình đang mặc nhá. Cái này có giá là không. Áo mình đang mặc có giá là 60.000 nhá. Ai lấy cái này thì ghi cho em mã X79 ạ. Giá 60.000, len xẻ vạt màu hồng nhạt nhá. 1% còn chiến đấu từ 40 km. Ai lấy cái này thì ghi cho em mã X19 ạ. Đau chân quá. X19 có giá là 60.000, size ML nhá, từ 55 cân đổ xuống mặc vừa. Có xẻ vạt đây nhá. Xẻ vạt đây này, hơi nhanh là tí nữa mình sẽ là lại cho mọi người nhá. Chẳng thấy nó gì, bạn xanh ban mai hỏi gì ạ. X19 của chị heo minh nhon. Mọi người, thế là cái váy body này nhá. Váy body này ạ. Cái này có giá 60.000 mã 016 ạ. Có giá lên từ 55 cân đổ xuống mặc vừa nhá. Ai chốt váy này thì ghi em mã 016 kèm số điện thoại nhá. 016 có giá là 60.000 nhá. Ai đấy thì ghi em mã 016 ạ. Mọi người, đây là cái áo len có in hình Mickey nhá, có in hình Mickey này. Cái áo len mình đang mặc có giá là 50.000 nhá, size màu từ 55 cân đổ mặc vừa. Ai lấy cái này thì ghi cho em mã 116. 016 em cho chị Nga Nguyên ạ. Nga Nguyên 016 này. Áo len mình đang mặc có mã là 116, giá là 60.000, từ 55 cân đổ mặc vừa nhá. Màu trắng. Đây đừng sai mọi người xem dáng này. Ai lấy cái này ghi cho em mã 116 ạ. 116 nhá. Thế là cái len kẻ này nhá. Len kẻ này nó hơi mỏng một chút ạ. Để giá 30.000 nhá, mã C71. 116 của chị Ngọc Cu Kie. Nguyễn Hương chán quá. Chị ơi, chị phải comment nhanh lên ạ. C71 ạ. C71 giá 30.000 nhá. Mình quay sơ sơ cho nhanh, bây giờ mình like nhanh nhé mọi người ơi. Xe máy của chị Mai Mai. Mọi người ơi, cái áo nỉ nhá, áo nỉ vì nó mặc cái này là màu xanh xanh da trời. Size ML ạ, từ 60 cân đổ xuống mặc vừa nhá. 60 cân đổ xuống mặc vừa. Đây, cái tay nó hơi rộng này. Lên 60 cân đổ xuống mặc vừa. Ai lấy thì ghi trên mã 013, có giá là 60.000 nhá. 60.000 nó này ạ, mã là 013 nhá. Ai lấy ghi trên mã 013 đằng sau nhá. Ai lấy áo này ghi trên mã 013 giá 60.000 ạ. 30 thôi. Mình nó hơi bạc ở đây. 40.000 nhá. Ơi, vì nó hơi bạc ở chỗ cổ tay một chút, mình để giá 40.000 nhá. Mã bao nhiêu đấy? Có mã là 013. 013 của chị Lan Hương nhá. Mọi người, thế là cái váy này là chất sơ mi nhung mọi người ạ. Chất sơ mi nhung nhưng rất là ấm này. Váy dáng baby doll nhá. Giá 70.000 ạ. Mã X2. Ai chất váy này thì ghi em mã X2. Cái này có bo chun ở đây này. Bầu bí mặc ok hết nhá. Mặc rất là tây.
Ai chốt cái này ghi em X2 nhá, giá 70.000 ạ, à, chất đây nhá. X2 mọi người ơi. Ai chốt cái này ghi em X2 kèm số điện thoại nhá. Ai nhắn tin rằng. X2 nhá, ai chốt thì ghi em X2 ạ. X2 của chị Nga Nguyên đầu tiên này. Người đây là cái áo hoodie màu đen này nhá. Áo hoodie màu đen mình đang mặc size M ạ, có mã là 306. Size L nhá, size ML từ 57 58 cân đối mặc vừa. Ai lấy cái trên 306 ạ, có giá là 70.000 nhá. Đằng sau có in hình luôn ạ, đằng sau có in hình nhá, có mũ đầy đủ. Ai lấy hoodie mình đang mặc cái cho mình mã 306. Có giá là 70.000 ạ, 306 giá 70.000 nhá. Nhắc mọi người có đơn hàng mình lấy. Mọi người ơi, mọi người có đơn hàng cho nên mọi người nhớ chủ động inbox lại ạ. Inbox lại vào tin nhắn cho mình nhá. 306 à? 306 của chị Lan Hương. À mọi người có đơn hàng cho hôm nay mọi người nhớ chủ động inbox cho mình để mình chốt đơn hàng nhanh hơn cho mọi người nhá. À tiếp theo là cái áo len xẻ tà này đây. Chất đây ạ. Cái này giá 60.000 nha, form rộng nhá, mã 567 ạ. Mọi người vào cái chân váy kiểu như này rất là xinh này. Ai chốt cái len này thì ghi cho em mã 567 ạ. 567 nhá. 567 giá 60.000 ạ. Chất đây nhá. Cái 50 thôi ta. Áo nỉ màu màu xanh đen nha mọi người nhá. 567 của chị Mai Mai. Áo nỉ màu xanh đen mình đang mặc cái này có giá là bao nhiêu? 50. 50.000 ạ. Ai lấy cái trên mã A36 nhá. Cái này 40.000 thôi mọi người nhá, vì nó hơi bạc một chút. Đây một cái màu nó hơi bạc một chút này. Đây màu xanh đen mà áo hơi bạc đâu. 40.000 nhá. Ai lấy thì ghi cho em A36 size ML từ 57 58 cân đối với mặc vừa. Ai lấy ghi cho em A36 ạ, có giá là 40.000 ạ. A36 của chị Lan Hương. Không cần biết. Bây giờ là anh không muốn phí rồi đấy. Mọi người, thế là cái len này theo nhá. Rất là mới ạ, cái này mới 99%, giá 90.000 nhá. Size từ 57 cân trở xuống mặc vừa nhá, mã B24. Ai lấy cái này thì ghi em mã B24 kèm số điện thoại nhá, boy chun ở dưới này. B24 có giá 90.000 ạ, chất len siêu mới nhá. B24 ạ. Ai chốt cái này thì ghi em mã B24 kèm số điện thoại nhá mọi người ơi, B24 nhá. B24. Thanh Tâm có đâu chưa? Bé dư cho chị Thanh Tâm nhá, Thanh Tâm B24 này. Đơn mới cái áo len nhung nhá, áo len nhung có khóa cổ 3 phân này, cái này rất là đẹp nhá, dày dặn. Siêu mới luôn, mới 99% ạ. Size ML nhá, có giá là 70.000, ai lấy thì ghi cho em 128 ạ. Số mấy giờ người? 76. 12 giờ nhá, 100 người đấy mình ạ. Ai lấy cái này ghi cho em 128 ạ. 128 có giá là 70.000 nhá, 128 của chị. Chút đi. À thế cái nỉ đỏ dáng ngắn này nhá. Cái này dáng ngắn này có giá 60.000 ạ. 128 của Khánh Huyền nhá. Giá 60.000 thôi nha, mà X7 ạ. Ai chốt ghi em X7 nhá. Màu đỏ cam mọi người ơi. X7 giá 60.000 size S ạ. Ai chưa đủ đơn mọi người chốt đủ đơn đi mọi người ơi. Ai chưa đủ đơn mọi người comment em biết nào. Ai chưa đủ đơn mọi người comment lại đi ạ. Phòng Bảo Ngân có đơn không nhỉ? Mọi người đây là cái áo len màu xanh than mình đã mặc nhá, cái này là size M ạ. X7 của chị Nhím Este này. Áo 60. Áo mình đã mặc có mã là C79 nhá, giá 60.000 ạ. Lấy áo này đi cho mình mã C79 ạ. Size M nhá, từ 52-53 cân đối với mặc vừa. Ai lấy áo này đi cho em mã C79 nhá. C79 có giá là 60.000. Màu xanh than ạ, đằng sau nhá. Mới 99% luôn. Ai lấy đi cho em mã C79 ạ. Mọi người ơi, cái len kim tuyến này nhá. Cái này có túi pha da nhá. Giá 50.000 ạ. 50.000 thôi nhá. Vân Anh có đơn chưa? C79 của chị Vân Anh nhá. 50.000 kéo len kim tuyến này rất là sang nha. Giá 50.000 thôi mà A14 ạ. Ai chốt thì A14 giùm em nhá.
A14 mọi người ơi, A14 ạ. A14 giá 50.000 nhá. Mọi người thấy là cái áo len dáng crop top thì nó mặc nhá, màu cam. Cái này là tay nó bèo bèo này. Thấy nhá. Ai lấy áo này thì ghi cho mình mã 70 có giá là 30.000 ạ. Size màu nhá, 50 cân đổ dưới mặc vừa. Ai lấy áo này ghi cho em mã 70 ạ. Mã 70 nhá, có giá là 30.000. Ai lấy ghi cho em mã 70. Mệt anh nha. Mã 70 ạ, đằng sau nhá. A14 cho chị Thanh Tâm nhá. Mọi người ơi, tiếp theo là cái len này. Cái len này cái hoa nó cứ bị sao ấy nhỉ? Cái hoa nó bị như này mọi người, để giá 30.000 nhá. 70 cho 70 cho bạn Thùy Mít có đơn chưa? Thị Hiếu nhá. À đâu? Thị Hiếu A14 không phải. 70 cho chị Khánh Huyền ạ. Cái này giá 30.000 nhá, xẻ tà này. Vì cái hoa nó bị hơi bị đứt một chút, hơi bị rách. Mã là 659. Ai lấy thì về lọc cái hoa này đi cũng mặc được. Vì cái này là thêu mà, giật ra nó cũng ra cơ. C59 có giá 30.000 ạ. Ai chốt cái này thì ghi em mã C59 nhá. Màu nâu này rất là đẹp, chất rất là mới luôn mà tự dưng bị cái hoa này. C59 nhá mọi người ơi. Hay là nó kiểu như này. Kiểu nó cả thế. C59 nhá, C59. 659 nữa gì? C59 của chị Lan Hương ạ. Đấy là cái áo len cổ cao, cổ 2 phân này nhá, có cục đây này. Mày phải nhìn. Ui ui. 12 giờ không? Tí nữa cái này nó chan không sao. Thì không có cho đứng mà lai đâu. Mọi người ơi, cái len này nhá. Trời ơi, lọt trong. Cái len này có mã có giá là 70.000, mã 888 ạ, 4 số 8 ạ. 4 số 8 nhá. Chất len rất là mới ạ. Đây. 888 mọi người ơi, 4 số 8 ạ, giá là 70.000 nha. Ai chốt ghi em mã 4 số 8 ạ. Cái đấy bỏ qua, cái đấy là tao còn bỏ lọt đi về nhà Phúc đấy. Tao vẫn là vừa chứ. Tám quỳ. Tám 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 cho chị cho bạn Khánh Huyền nhá. May món này không gội nhá. Thủy gì đó. Gội đâu rồi. Không gội thì tối nay tóc tao nó không thiến như thế này đâu. Tóc tao không cần mắc kẹo một tóc tao. Mua được cái váy len áo len dáng dài. Đây nhá, cái này theo hoa này. Giá 60.000 ạ. Mã C48. Ai chốt ghi em mã C48 nhá. C48 ạ. Giá 60.000 thôi. Mọi người là cái áo nỉ mình đang mặc nhá, có giá là 80.000. Ai lấy thì ghi cho em mã A81 ạ. A81 nhá, có giá là 80.000, size M từ 52 53 cân đổ dưới mặc vừa. Cái này đằng trước có in chữ nhá, size M ạ, đằng sau nhá cũng có in chữ đằng sau. Sau cùi áo này. C48 của chị Thảo Băng ạ. Ai lấy áo này ghi trên mã A81 nhá. A81 có giá là 80.000 ạ. Đây nhá. Màu như thế này. Chê. Cho được cái, đưa cái mã đây. Vậy rồi. Đây. Vẫn kẹp được. Mọi người ơi, cái len cổ 3 phân này nhá. Đấy, áo này có mùi chân sữa. Đây, cái này có thêu này. Giá 70.000 nhá. A81 của chị Như Nguyên, đơn mới. À, cái này có mã C67, giá 70.000 ạ. Chất len đây nhá. C67 nhá mọi người ơi. Ai cho cái len màu xanh than này thì ghi đây mã C67 nhá. C67 ạ. C67 có giá 70.000 ạ. C67 của chị Thảo Băng luôn nhé.
khoác hoodie mình nó mặc nhá, có giá là 30.000 ạ. Cái này là size M nhá, từ 50 cân ở dưới mặc vừa. Ai lấy thì ghi cho em mã. Ai lấy ghi cho em mã C70 nhá. C70 size M L. Size M từ 50 cân ở dưới mặc vừa đấy ạ. Ai lấy cái này ghi cho em mã C70 nhá. Có giá là 30.000. Xong rồi mặc cái này nhá. Nốt bài mẫu. Mọi người ơi, mình nốt bài mẫu nữa mình nghỉ nha. Ai đủ ai có đơn cho hôm nay mọi người nhớ inbox lại giùm mình nhá. Xe bảo của chị Lê Minh. Đây là cái áo thổ cẩm đỏ này ạ. Rất là mới nhá. Cái này giá 90.000 mã C65. Ai lấy ghi em mã C65 nhá. C65 giá 90. Mọi người thấy là cái áo nỉ dáng freestyle nhá. C65 của chị Mai Hoài ạ. Áo nỉ dáng freestyle nhá, mặc cái này có mã là C78 ạ. C78 nhá, có giá là bao nhiêu đây? Bao nhiêu? 60.000 đây, lấy cái này thì ghi cho em mã C78 ạ. C78 có giá là 60.000 nha mọi người nha. C78 dáng freestyle, cái này là từ 62-63 cân đổ xuống vừa. Ai lấy áo này thì ghi trên mã C78 ạ. C78 nhá, C78 có giá là 60.000. Ai lấy thì ghi trên mã C78 ạ. C78 của chị Thủy Mít. Thủy Mít. Mọi người nhớ cái len xanh này nhá. Len xanh cổ tròn này ạ. Trước mặt máy này. Đây nha, giá 50.000 nhá. Mã 179 ạ. Đồ. Em bỏ cho nó. Này. Ai trước cái này thì ghi cho em mã là 179 ạ. Không biết ở đâu. 179 giá 50.000 nhá. Ai lấy ghi cho em mã 179 nhá. Nốt cái này. Kiểu nó thế. 179 ạ. Của ai đây? Bơi. 179 của chị Thùy Nguyễn nhá. Rồi mà. Mọi người ơi, cái phao này nó như này, cái kiểu như này mọi người ơi. Cái phao xanh bộ đội này nhá. Chữ lông này. Cái này giá là 90.000 ạ. À, lấy nốt cái phao này đi cho ấm này, ấm lắm luôn ý. 90.000 mã 00. À, lấy phao này thì ghi đây mã 00 nhá, có hai cái túi hộp đây. Mã 00 mọi người ơi. Ai lấy cái này thì ghi em mã 00 nhá. Mũ lông ở sau rất là ấm nhá. 00 có giá 90.000 thôi ạ. Từ 55 cân đổ xuống mặc vừa. 00 của chị Lê Minh. Thế là cái áo lên cái này xẻ vặt. Thế đằng sau có cái này nhá. 50. Ô chị Thùy Nguyễn ấy có cái dạ đẹp đẹp. À, cái áo phao hồng này đẹp thấy. Đây này. Ai lấy áo này thì ghi cho em mã 510 ạ. 510 có giá là 60.000 nhá. Hai cái ông bà này. 510 nhá, 510 có giá là 60.000 đúng không? 60.000 áo này, áo len màu hồng nhá, thể vàng này rất là đẹp. Cute nhá, đằng sau có cái miếng vải. Ai lấy thì ghi cho em mã 510 ạ, có giá là 60.000 nhá. 510. Chú ơi, cái áo alpaca này nhá. Mình không khóa nữa, qua đi. Cái này chắc cũng rất là mới mọi người ạ. Không có mũ đâu. 510 của chị nào đây nhở? Chưa. Của chị gấu bông nhá. Gấu bông 510 nhá. Mọi người biết cái alpaca này ạ, cái này có giá 100.000 nhá, size từ 55 cân đổ xuống mặc vừa. Mã B36 ạ, giá 100.000 nhá. Nốt vài mẫu nữa rồi mình nghỉ ạ. Ai trước cái này thì ghi cho em mã là B36 giá 100.000 mọi người ơi. B36 nhá. Túi hộp này. B36 có túi tay khóa luôn nhá, B36 giá 100.000 thôi ạ. Ai lấy cái này thì ghi cho em mã B36 nhá. B36. Mấy đây là cái áo len tim nhá, áo len tim mình đang mặc có giá là 30.000 ạ. Size M B36 của chị cô giáo Khờ.
size M từ 523 cân ở mặc vừa. Ai lấy cái này cho em X30 ạ. X30 nhá, có giá là 30.000. Ai lấy cái cho em X30 nhá. Từ 523 cân ở mặc vừa nhá. 5253 cân đổ số mặc vừa. Ai lấy cái này ghi trên mã X30 ạ. Có giá là 30.000 thôi nhá. X30 của chị đó. Mặc lồng vào đi. X30 của chị nào? Sao thưa hả? Qua đi. X30 ạ. X30 của chị Lan Hương ạ. X30 của chị Lan Hương nhá. Làm gì thấy Lan Hương trên này đâu nhỉ? Mày nhầm à? Có. À rồi, X30 của chị Lan Hương. Mọi người rất cái áo dạ này nhá. Áo dạ này màu xanh than ạ. Đây cái này phải size M nhá. Size M từ 50, 58, 59 cân đổ xuống thì mặc vừa sẽ mặc mà hơi rộng này. Dạ này chất rất là mới luôn, rất là đẹp luôn mọi người ơi. Cái túi này cái này có giá là 100.000 mà X23. Cái nó hơi bị bẩn một chút ở đây. Ai cho cái này thì ghi em X23 nhá. X23 giá 100.000 ạ. Quả mông nhá mọi người ơi. Mùa đâu không vậy. Ai chốt cái này thì ghi em X23 chị Hoa Lưu Ly sau. X23 giá 100.000 nhá. Size M ạ. Ai chốt thì ghi cho mình mã X23 nhá. X23 của chị Anavi nhá. Đây là cái áo bắp ca mình em mặc nhá. Màu Anavi đây. Có đơn rồi. Anh có thể có 1% đi thôi. Cắm sạc vào. Sạc đâu? Sạc luôn, vừa nói xong. Sạc luôn rồi. Không sạc đi. Máy em người đấy. Thôi đi, ấy ạ, cô trang đi. Áo mình đã mặc có mã là 1998 nhá. Thì cứ sạc đi cho nó. 1998 có giá là 100.000 nha, lấy đi cho em 1998 ạ. 1998 nhá, giá 100.000. Cái đây là size SM, à size ML đấy ạ. Size ML từ 60 cân đổ xuống. 57, 58 cân đổ xuống nhá. Đây là cái này thì ghi cho em 1998. Bắt đầu thế. Mọi người thích cái áo vest này nhá, áo dạ ạ. Cái này giá là 70.000 mà 083 này từ 55 cân đổ xuống mặc vừa nhá. 083 giá 70.000 ạ. Ai chốt dạ này thì ghi em mã 083 nhá. Cái 1 lít thì quá đi. Mọi người đấy. 083 giá 70.000 ạ. Sim nội thành Hà Nội tầm 30.000 nhá chị cô giáo khờ nhá. 083 nhá, ai chốt cái này thì ghi em mã 083 kèm số điện thoại nhá. X30. Cái 30 của anh Lan Hương. Lan Hương. Không có khẩu là cái nào. 083 của chị Nga Nguyên. Cái dạ xanh này chất nhung nha mọi người ơi. Giá 90 ạ. 90.000 thôi nha. Mã B25 chất này. B25 nhá. Ai chốt cái này thì ghi em mã B25 kèm số điện thoại cho giá 90.000 thôi ạ. Rất là ấm nha. Ai chốt cái này thì ghi em mã B25 không cần đâu. Từ 55 cân đổ xuống mặc vừa ạ. B25 nhá. Đấy là cái áo dạ xanh mình đang mặc nhá. Cái này có tay bo ạ. Áo mình đang mặc có mã C74 nhá, giá 100.000. Ai lấy ghi trên mã C74 ạ. C74 nhá. Cái này là cái này là từ size M từ 55 cân đổ xuống mặc vừa. Ai lấy cái áo dạ xanh mình đang mặc thì ghi cho mình mã C74 ạ. Đằng sau nhá. Ai lấy áo này ghi trên mã C74 có giá là 100.000 ạ. Tay bo nhá, rất là đẹp. Cái này là cổ như này này. Mọi người hay cúc vào nhá. C74. Khó thở quá. Khó thở á? Muốn thở. Sao muốn thở không? Mọi người ơi, vài một nỗi mình nghỉ nhá. C74 của anh rồi không? Không. À rất cái áo này da lộn mọi người ơi, chất da lộn nha. Có bèo đây rất là xinh này. Cái này dành cho bạn dành cho chị nào size M ạ, từ 45 cân trở lên và 50 58 57 cân trở xuống nhá. Chất da lộn mọi người ơi, chất da lộn nha. À, giá 80.000 ạ. Bèo này rất là xinh này, 80.000 thôi nhá, mã 967 ạ. Ai cho cái dạ này thì ghi em 967 nhá. 967 giá 80.000 ạ. Ai chốt cái này thì ghi em 967 nhá mọi người ơi, giá 80.000 nhá, chất da lộn size M ạ. Lên lại, 967 của chị Thùy Ruby lên số thoại giùm em đi ạ.
Chị Thùy Ruby cho em xin số điện thoại nhá. Người là cái áo dạ áo len mình đang mặc nhá, áo len màu đen mình đang mặc có mã là 212 giá 30.000 ạ. À, lấy áo len này ghi thêm mã 212 nhá. Cái đây là size M từ 50 cân đổ xuống mặc Thùy vừa. Thùy Ruby lên số điện thoại giùm em đi ạ. 50 cân đổ xuống mặc vừa nhá. Ai lấy cái này thì ghi thêm mã 212 có giá là 30.000, 212 nhá, 50 cân đổ xuống mặc vừa. Đằng sau nhá, 212 ai lấy ghi cho mình mã 212 ạ. 212 của Nguyễn Nguyễn Diệp nhá. Còn có cái kaki này nhỉ, rất là xinh này. Đây nhá, màu xanh này ạ. Cái này mời 99% luôn nhá mọi người, nhìn chất đi ạ. Giá 120.000 nhá. Mã 958 từ 50 59 cân độ xuống mọi người vì nó có chun ở đây. Có chun ở sau này. Rất là mới ạ. 958 giá 120.000 nhá. Thôi bỏ đi mày ạ, không phải bán đâu. Nghĩ đi, nhìn đầu mày tao. 958 ạ. 967 của chị Nguyễn Thu Thảo đi, nhường lại cho cái chị 967 này Nguyễn Thu Thảo này. Nốt cái kaki này mình nghỉ nhá mọi người ơi, ai có đơn trong hôm nay mọi người nhớ inbox lại thông tin của mình nhá. 958 có ai không ạ? 958 ạ. 958 của chị ai đây? Còn ghi sai mã này. 958 của chị Cuộc Đời Canh Bạc nhá. Mình nghỉ ạ. Mọi người có đơn trong nay mọi người nhớ inbox lại thông tin của mình ạ. Bye bye rồi nhá. Cảm ơn tất cả mọi người. À thế 958 để cho chị cô giáo khờ nhá. Chốt 958 để cho chị cô giáo khờ cho đủ đơn nhá. Có ok nhá. Cảm ơn tất cả mọi người ạ. Bye bye. Nhớ inbox lại thông tin giùm mình nhá. Nhớ inbox lại cho mình nhá. Nguyễn Thu Thảo á? À 0962 932 7958. Bye mọi người nhá.